Bây giờ mình tiếp tục cái bài tiếng giáp. Nhưng mà tôi không biết là các bạn còn nhớ gì cái bố không đó. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tuần này sau ha. Thì nếu mà có cái gì thắc mắc thì ghi lại mấy câu hỏi và bắt sau trả lời nhé. Thì để lâu quá tôi không biết các bạn còn nhớ được cái gì không. Chỉ có khi nào mà cái chỗ nhô nhọn lên và nó bị bệnh lý á thì lúc đó mình mới thấy. Và cái vị đó người ta gọi là vị thắt. Vị thắt nó làm sao? Là bình thường á, ở cái thời kỳ phôi thai cái giác nó nằm ở phút ở trên cái đáy lưỡi của mình á, ở thời kỳ phôi thai. Rồi khi mà cái thai nó lớn dần ra thì cái giác di chuyển dần dần xuống dưới để nó ở lại vị trí này. Thì như vậy á, đáng lẽ là khi mà nó cố định lại vị trí này tất cả những cái đường đi của nó chỉ còn sẽ dị chặt còn gì hết. Nhưng mà đôi khi nó sẽ còn rơi cái vùng đó không chịu thoái hóa thì vẫn còn môi giáp hoạt động đó, thì cái đó gọi là vị thắt. Nhưng mà nó đem nhỏ xíu thì nó không thấy, nhưng mình sẽ thấy trong trường hợp nào, thấy trong trường hợp dù nó uốn giáp, nhân giáp, nam giáp gì đó thì tự nhiên mình sẽ thấy có một cái cục nước to đùng ha, hay là cục bướu gì đó mà nó không có nằm trong hai thùy tuyến giáp mà nó nằm ở phía trên em giáp nhá. Nó nằm ở vị trí của dưới sụn giáp một chút xíu và phía trên em giáp một xíu, thì ngay vị trí này là vị trí vị thắt nha. Thành ra là cái này nó không phải lúc nào mình thấy, nhưng nếu mà mình thấy mình phải nhớ là vị trí này là vị thắt, để mình đừng có lộn nó với những cái khác, chẳng hạn như lộn hạch chẳng hạn, ở vị trí này cũng có thể là có hạch. Thành ra mình phải cần chỉnh qua phân biệt với những cái cấu trúc đó. Rồi bây giờ để khảo sát mặt siêu âm của tuyến giáp á, các bạn nghe rõ không? Ở hai bên của cái thùy sẽ có khí quản ở trong và
giờ khi mà em bé á, nếu mà mình cắt giọng, các bạn thấy người ta cắt giọng để điều chỉnh thì người ta sẽ có cái em bé nằm đây, và trên này đây là sụn giáp, còn không, đây là, xin lỗi, đây là cái phần sụn của hàu, tức là sụn nhẫn, còn dưới này là sụn quạt, ở trên này là sụn giáp, sụn giáp, sụn nhẫn và cái sụn quạt, và cái sụn quạt khớp vậy đó, nhà mình ngay khớp, cái khớp này đây chính là sụn nhẫn, chỗ này là sụn giáp, và mình thấy đây là cái vị trí giáp cắt chậm ở eo giáp cắt chậm này. Như vậy thì mình nhìn trên cái hình này ha, sẽ có nhất là eo giáp cắt ngang và đây, và đây là eo giáp cắt chậm, đây là một cái vị cắt ngang và đây là một vị giáp cắt chậm nha, một cắt chậm giáp cái đây là bên hông đặt bề ngoài thì cái khí quản, bề ngoài cái khí quản mình sẽ có cái vị cắt chậm này rồi. Các bạn nhìn hình dung ra được. Như vậy thì muốn khảo sát giá, mình phải khảo sát đủ hai tùy và em nha. Và mỗi một cái phần như vậy thì mình sẽ khảo sát ở hai mặt cắt. Một là mặt cắt ngang ở đây, hai là mặt cắt dọc. Eo cũng vậy, mặt cắt ngang mình sẽ quét từ trên xuống dưới để mình cắt ngang eo da, và sau đó cắt dọc như thế này để mình nhìn dọc cái eo da nha. Như vậy thì mình phải khảo sát điều đó thì mới đủ là khảo sát mô bệnh nhân. Rồi. Ngoài ra trong một số trường hợp á, thì ở cái vị bên trái, đây là bên phải, đây là bên trái, ở vị trái thì là như thế này, cái giá của từ dưới của nó là nó nằm đây, là các bạn thấy cái họng không, cái họng đây người ta gọi là họng ứng, là chỗ này ha, chỗ này là họng ứng, thì tuyến giáp phần lớn trường hợp tuyến giáp nằm trên là ứng, không có nằm dưới là ứng nha. Nhưng mà khi tuyến giáp nó to thì nó bắt đầu mở ra là nó sẽ đi xuống dần, thành ra là một số người các bạn nghe là tuyến giáp thòng á, thòng xuống dưới, khi nó to thì nó sẽ hay rơi xuống dưới và nó làm cái nằm ở phía sau cái xương đầu rơi xuống chúng nó luôn đó. Thì bây giờ một số người thì tuyến giáp to quá thì nó sẽ thòng xuống dưới nha. Còn ngoài ra khi mà họ thòng xuống dưới thì các bạn thấy là bình thường tuyến giáp thì có thể nhìn thấy được từ trên, thấy được từ dưới đúng không, đến các dọc sẽ thấy được từ trên của thùy và từ dưới của thùy. Nhưng mà khi mà nó thòng xuống dưới này rồi á, nó thòng xuống dưới này nè, mình đặt cái đầu dò lên đây nè, thì cái tuyến giáp nó đã rớt xuống dưới rồi, nó đâu có, mình nhìn trên đây mình không nhìn thấy hết được, thành ra mình sẽ không thấy được cái kết thúc của cái vị giáp nha, vì nó rớt xuống dưới rồi. Rồi đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái ở mấy đứa con nít thường là dưới 15 tuổi, phần lớn là dưới 15 tuổi, thỉnh thoảng có những người lớn, nhưng mà phần lớn trường hợp là trẻ nhỏ. Các bạn sẽ hay thấy cái này đây, đây là cái hình cắt dọc của cái thùy trái, tức là cắt dọc xuống dưới như này đây, đây là cục dưới thùy trái nè,
cái hình thái của cái vị tuyến giáp nó là một hình chữ nhật nhưng mà không lắc đầy hoàn toàn, nó bị thiếu ở các góc, đúng không? Rồi các bạn, một cái nữa, cái thứ hai nữa là phạm vi ở ngoài này gọi là da, da này ha, ở bên ngoài là da, là đây là da. Dưới lớp da thì phần lớn trường hợp cái lớp da mở dưới da cổ nó rất là mỏng, chỗ này nè, nó rất là mỏng, và những người mà họ chỉ còn hơi mở chút xíu mà các bạn không nhìn ra những lớp mở dưới da luôn, mà các bạn nhíu như thế này là các bạn nhíu cơ bắp da cổ chứ không phải là mở, mở thường rất là ít thấy, chỉ có trừ những người nào mập quá thì lúc đó mới thấy những cái mở da, chứ còn phần lớn trường hợp là không thấy những cái mở da. Rồi các bạn thấy ha, mở chút xíu xíu này xong là đã lên dưới da rồi. Và sau cái trước thì nó mở da, trước thì nó tính giá mình sẽ thấy cơ ở trong này, đây là cơ, đây là cơ, cơ mình sẽ có hai nhóm cơ, một cái nhóm cơ nó nằm ở phía trước thì đây nè ha, ngay trước tính giá luôn, ngay trước tính giá luôn, thì cái cơ này nó gồm có ba cái cơ tất cả, và nó gồm có cơ ở phía trên này có xương móng tay ha, mình phải thử cái cơ lửa thì nó bám trên xương móng, có xương móng này. Ở dưới này mình có xương ức ở đây, thì từ xương mông ở phía trên đến xương ức ở dưới, tuyến giáp nằm ở dưới ức, đúng không? Mình sẽ có ba cơ, ở trong cùng đó mình sẽ có cơ móng giáp, móng giáp, giáp ở giữa, móng giáp, phía dưới móng giáp nó là giáp ức, hay người ta gọi là ức giáp, tức là hai cơ nó nằm trong, và phủ bên ngoài của nó sẽ là cơ móng ức, tức là cơ móng. Như vậy thì có tất cả là ba cơ nó đi ở chỗ này, ở phía trước đây. Nhưng trên thực tế mình không thể phân biệt được cơ nào là cơ nào hết, mà mình chỉ thấy một cái đám cơ ở đây thôi, và người ta gọi chung nó là cơ ở vùng cổ trước ha, cơ này là cơ vùng cổ trước. Vậy thì mình nhìn là mình thấy có cái hồi âm của tuyến giáp so với cơ, các bạn thấy như thế nào? Đen hơn, tối hơn hay là sáng hơn? Sáng hơn cũng không, hồi âm của nó là dày hơn cơ. Như vậy thì tuyến giáp bình thường có độ hồi âm dày hơn cơ nha. Và đặc khi các bạn làm xong tuyến giáp, các bạn đặt đầu dò lên, thứ nhất là mình phải bảo sát đủ hai tùy và một eo, thứ hai là mình xem độ hồi âm của tuyến giáp như thế nào so với cơ, đó là hai điểm cần phải lưu ý nha, hai tùy eo và độ hồi âm. Rồi. Sẵn nói cơ thì các bạn nhớ giùm tôi là ở phía trước này. Như vậy nãy tôi nói các bạn ha, là cơ giá cơ không có cơ giá móng á, là đó là một cái nhóm cơ nằm ở đây, mình sẽ không phân biệt được cơ nào hết. Nhưng phía bên không ở phía ngoài này, ở phía ngoài của hai miền là bên này đây, cổ bên này, cái này người ta gọi là cơ bự. Các bạn thấy có cơ rất là bự, cơ bự thì gọi là cái gì? Cơ bự chậm ha. Như vậy cơ bự chậm nó nằm ở bên, còn cái cơ giá giá móng của móng thì nó nằm trước, thành ra các cơ của phía ức thì người ta gọi là nhóm cơ của cổ trước, còn cơ ở đoạn chính là cơ của bên nha, của bên chỉ có một cơ đấy thôi. Rồi bây giờ khi mà mình nhìn từ ở nông vào sâu, mình sẽ có da, mở da, cái cơ cái vị của da ở trong này, mình sẽ có khí quản nằm ở bên trong, động mạch nằm ở phía ngoài ha. Rồi tới đây các bạn nhìn ra được chưa? Rồi bây giờ ở phía sau cái vị tuyến giáp, đây ha các bạn, đây là cái hình người ta gọi là panorama đó, toàn cảnh á, thì các bạn nhìn thấy da nè, cái này là nguyên cơ, là cơ cổ trước, cơ này là cơ phần chỉnh ha, phần chỉnh ở đây, động mạch nằm ở trong nè, rồi tới đó xin lỗi, động mạch nằm ở ngoài cái vị giáp nè, tới khí quản đúng không? Rồi cái này là bên phải, cái này là eo giá, cái này là bên trái. Rồi cái này đây là cơ thực chỉnh cái bên trái, động mạch nằm ở trong và tĩnh mạch nằm ở phía ngoài. Rồi tới đây các bạn nhận diện ra được nó chưa? Rồi bây giờ khí quản là đây, phía sau khí quản là thực quản, thực quản nằm đây, nó hơi lệch về phía bên trái chút xíu, thành ra là mình chỉ thấy được có một chút xíu cái quản, mà còn cái phần còn lại nó bị lấp ở phía sau cái khí quản. Rồi rồi bây giờ phía sau cái huyệt, phía sau hai cái huyệt thì mình có một cái cơ ở đây nữa, và cái cơ này á thuộc về cổ sau, không thuộc về cổ
giống như đông, và bên trước da giống như đông nó sẽ có một cái cơ, người ta gọi nó là cơ dài cổ. Cái cơ dài cổ này á, nó sẽ đi từ cái da của sống trên cho tới da của sống dưới, nó bám vào trên da của sống và nó thuộc về cổ sau chứ nó không thuộc về cổ trước nha các bạn nhớ. Cái giá đó, người ta chia, xin lỗi, cùng cổ người ta chia nó làm hai cái khoang, gọi là khoang cổ trước và khoang cổ sau. Nó có một cái lớp vỏ cân mạc rất là mỏng mà nói chung là nhìn nhận ngoài thấy hơn, nhìn không thể nào nhìn thấy được bằng tất cả các phương tiện lắm. Chỉ có khi nào các bạn mổ ra các bạn mới thấy là à, giữa nó khoang trước khoang sau có một cái lớp rất là mỏng cân mạc như vậy. Và nếu như các bạn đi từ trước các bạn có đi ra sau, các bạn phải mở vào ra, các bạn đi ra ra được khoang cổ sau nha. Các bạn ví dụ như người ta mổ mà mổ gai cổ sống hoặc là mổ những cái u vào động kinh nó thuộc về cổ sau mà người ta đi vào đường trước thì lúc đó người ta phải mở khoang rõ ràng, mở vào ao ra, người ta đi từ cổ trước ra cổ sau. Còn cái khoang đó là khoang ảo, ra mình không thể nào mình nhìn thấy được bằng tất cả các phương tiện như nào. Rồi như vậy thì các bạn tưởng tượng là ở đây ngay cái chỗ này đây là nó có một cái lớp ngăn cắt nha, lớp này đây nằm ở đây nha, và nó ngăn cắt cái khoang cổ trước quản của cái khoang cổ trước. Còn cái gai cơ dài cổ và gai bên trong nó thuộc khoang cổ sau nha. Như vậy thì khi mà mình làm xong tuyến giáp là tuyến giáp thuộc về khoang cổ trước, và các bệnh lý của tuyến giáp sẽ liên quan đến khoang cổ trước, đúng không? Nhưng mà vì mình cắt một cái mặt cắt như thế này, mình sẽ nhìn thấy từ đằng trước ra đằng sau luôn. Như vậy là sẽ có những cái trường hợp chẳng hạn như u nằm vị trí này, cổ nằm vị trí này, rồi nó bự ra quá thì nó sẽ đẩy mất những cái tạng ở cổ trước đi ra trước, nó đẩy ra trước. Thì lúc đó mình nhìn người ta, mình nhìn từ phía ngoài thì mình thấy ô nguyên cục bự nằm đây, đúng không? Thế nên mình nhìn vô thì mình tưởng tượng, mình tưởng tượng đây là u của tuyến giáp. Nhưng mà thật ra khi mình làm xong là mình thấy à, tất cả những cái cấu trúc này bị đẩy ra trước bởi vì cái khối gần chỗ như sau. Ở đây như vậy thì các bạn phải nắm vững những cái cấu trúc này, hệ thống này, để khi mà mình thấy nó bị xô đẩy mình biết là à, nó là của cái khoang cổ sau nó đẩy phía trước chứ không phải là bệnh lý của khoang cổ trước. Tại vì bệnh lý của khoang cổ trước rất là phức tạp, nó sẽ gồm có tuyến giáp nè, nó sẽ gồm có mạch máu nè, nó gồm có khí quản nè, nó gồm thực quản nè, nó gồm cái những cái hạch đi theo có hạch cảnh đây rất là nhiều. Trong khi bệnh lý của khoang cổ sau là nó chỉ có thần kinh mà thôi, ở phía sau nó chỉ có bệnh lý liên quan thần kinh và thành ra do đó các bạn phải nhớ nằm lòng cấu trúc này để khi mà nó bị xô đẩy gì đó các bạn sẽ để biết là nó ở đâu. Chẳng hạn như bây giờ các bạn thấy nếu mà một cái bướu mà nó to, nó từ chuẩn bị tuyến giáp nó to đùng đùng ra choáng chỗ như vậy thì sao bạn biết gì cơ, đúng không? Cơ dài cổ bị đẩy ra trước, nhưng mà nó sợ cơ cổ trước bị đẩy ra trước, nhưng mà cơ dài cổ thì sao bị đẩy ra phía sau, đúng không? Còn động mạch có mạch máu, động tĩnh mạch thì sao thì đẩy ra ngoài, khi quản thì sao thì đẩy vào bên kia, đúng không? Thì như vậy đó là vị trí trong chỗ của cái bệnh. Nhưng nếu thì bướu nó nằm ở vị trí này nha, bướu nằm ở vị trí này thì sao thì giá nó sẽ đẩy ra phía sau. Còn ngược lại, bướu có bao nhiêu nó nằm ở phía sau này thì tất cả những cái thùy, những cái khí quản động mạch nó sẽ bị đẩy lên trên. Rồi tại vì sao tôi phải nói như vậy là vì nhiều khi cái bướu khoang cổ sau mà các bạn đặt đầu vào lên cái các bạn nhìn thấy cục bướu mà các bạn mừng quá rồi cái mô tả cái nó kết luận nó là cục bướu tuyến giáp là không đúng, là mình phải có cái cách xô đẩy của nó mình biết nó cục bướu cấu trúc nào nha. Thành ra cái giải phẫu cái rất quan trọng là các bạn phải học được. Rồi bây giờ như vậy thì nhắc lại ha, đầu tiên mình khảo sát tuyến giáp nhất là mình coi về mặt ba thùy của nó, cái hình thái của ba thùy, hai thùy và cái eo. Cái thứ hai là mình coi độ hồi âm. Độ hồi âm sao cái gì? Cơ nó phải dày và cơ, đúng không? Đó là hai cái. Và cái thứ ba nữa mình phải xem đó là mạch máu nha. Thì như vậy á, mạch máu của môi tuyến giáp sẽ có hai nhánh, một nhánh xuất phát từ động mạch giáp trên, một nhánh xuất phát từ động mạch giáp dưới. Và mạch giáp trên á, các bạn nhớ là có cái động mạch cảnh đi như thế này, động mạch cảnh gốc nó đi lên, nó đi lên tới cái này là chúng ta chia hai trong, nó đi vô trong cái não và cảnh ngoài nó đưa phía mặt ngoài này. Thì như vậy
mà cạnh ngoài nó vừa xuất phát chỉ là hai, một cái cạnh ngoài và cái cạnh trong, thì ngay cái góc của cái cạnh ngoài, cái nhánh đầu tiên của cái cạnh ngoài là nó sẽ dòng nhánh đi xuống để nó nuôi từ trên đến giá và cái rọ nó là cạnh giá trên nha. Tức là tại giờ mặt cạnh trong nó không nhanh, mà cạnh trong chờ vô tới qua khỏi đá sọ nó bắt đầu không nhanh, cái mặt nó lên luôn. Còn mặt cạnh ngoài nó đầu nhanh từng lớp nó dơm để nó nuôi cái những cái còn lại ở bên ngoài. Thì như vậy á, cái nhánh đầu tiên của mặt cạnh ngoài là mặt cạnh trên, nó đi lên tại vì cái kẻ đôi của nó như thế này, mà cái giá nó nằm ở phía dưới này thì ra nó mặt xuống nó nuôi cái thùy trên của cái giá. Nhưng mà là mặt cạnh trên không có ý nghĩa nhiều, tại vì nó nuôi rất là ít ở cực trên và mặt trước của thủy. Còn cái giáp chủ yếu là bị nuôi bởi cái mặt giáp dưới, mặt giáp dưới. Thì như vậy mà để khảo sát mặt giáp dưới á, thì người ta các bạn thấy nó nằm mình cắt ngang cái thủy giáp, mình cắt tặng một nửa thủy giáp vậy đó, vùng hai dưới, cái mình kéo xuống dưới, kéo cái đến khi nào mình thấy một cái mặt nó đi ngang như thế này đó, thì đây là mặt giáp dưới, một nhánh của mặt giáp dưới. Và đầu mặt giáp dưới này ngoài tiền ra, thành ra là tiền ra là coi như là nó suy nha. Rồi à,
gần như là không thấy nha. Còn ngược giá của mặt sẽ thấy rất là nhiều nha. Rồi bây giờ tính thể tích cái giá như vậy thì hồi nãy mình đã tính các khảo sát của mỗi kỳ và eo giá rồi. Trong cái cách thể tích tính thể tích cái giá chúng ta loại trừ cái eo giá ra, tại vì eo giá quá nhỏ, mình đang coi như bỏ qua lên chỉ tính hai kỳ thôi. Thank you.
nào vào mình đặt lên trên cái cổ người ta làm sao mà phải nhớ liền dây thần kinh động nhân tại sao phải nói vậy. Khi mà có bệnh lý tuyến giáp lan tỏa trong nhu mô hay còn gọi là bệnh lý nhu mô tuyến giáp, gọi là bệnh lý tuyến giáp lan tỏa thì khi bệnh lý lan tỏa sẽ ảnh hưởng đến độ bền của giá trị, độ bền của chủ mô nó sẽ thay đổi liền. Thành ra do đó nếu mà mình không chịu lưu ý chuyện đó thì mình biết tại do mình kiếm một cuộc nào không lâm tìm một của mình mà mình không tìm cái sự thay đổi của chủ mô giá. Thành ra nhiều khi hả, bệnh nhân bị viêm giá thầy quay cho nhìn vô nghĩa là nếu mà mình quen mình lưu ý chuyện đó nhìn vô là mình chỉnh đoán được liền ngay lập tức luôn. Đây là viêm giáp. Chứ các bạn không chịu lưu ý chuyện đó, các bạn chỉ lo tìm có một bộ vị hô hấp nào trả lời cho bình thường trong khi bệnh nhân bị suy giáp thì viêm giáp rất rõ luôn đó. Mà nhìn vô nghĩa là cái độ bền của nó giảm kém mặt cơ, kém khớp cơ luôn, mà không ai lưu ý cho mình nhìn vô nó nói suy giáp bình thường đó. Thật ra là mình đã làm sai một chẩn đoán cực kỳ quan trọng trong cái viêm giáp của mình nha. Thì những cái hình ảnh về bệnh lý lan tỏa tuyến giáp mình sẽ coi được sau của bạn. Rồi, ngoài ra mình còn nhiều cái số giáp để đánh giá cái tuyến giáp còn lại sau phẫu thuật. Có tái phát gì tuyến giáp hay không, có gì cần phẫu hay không. Ví dụ như bây giờ bệnh nhân bị vascular bệnh lý liên quan đến hội chứng cường giáp đúng không? Thì khi mà người ta điều trị cho nó trở về định giáp rồi thì người ta sẽ phẫu thuật. Mục đích phẫu thuật là gì? Trong vascular mục đích phẫu thuật đó là để mình chừa lại còn có cái mô giáp nó có chút xíu nhưng mà mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cường, cái tuyến giáp nó đang cường nè, nhưng vì thể tích của nó còn nhỏ thành ra nó không đủ để nó gây ra triệu chứng cường giáp trên cơ thể của mình. Mục đích muốn là như vậy. Nhưng bây giờ nếu các bạn cắt mà các bạn chừa quá lố, người ta chỉ yêu cầu là chừa được một thùy vậy chỉ là 4 mm 4 cc mà thôi. Bây giờ các bạn chừa 5, 7, 8, 10 gì đó thì đương nhiên cái năng tác sẽ có. Còn hoặc là bây giờ người ta yêu cầu mình chừa là 4, như vậy là đủ để định giá. Thì bây giờ các bạn chừa có 1, 2 thì tương lai chúng ta đi suy nhất. Đó, là chính vì vậy mình sẽ dùng cái slot để đánh giá cái thể tích mô giáp còn lại sau điều trị để mà người ta biết là cái khả năng có bị tái phát vascular hay không nhé, suy giáp sau phẫu thuật hay không. Nhất là những bệnh nhân á, cái thứ hai nữa là bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp thì trên thực tế nếu mà ung thư mà nó diễn tiến khối u nó lớn hơn 1 cm hoặc nó có xâm lấn bao nhiêu đó thì người ta cần thiết phải điều trị iốt phóng xạ sau khi mà phẫu thuật. Tại vì mục đích điều trị iốt phóng xạ sau phẫu thuật là cái gì, là cái lỡ mà mô giáp còn sót lại trên cái cổ người ta thì chính cái iốt phóng xạ nó trị nó được. Thì như vậy khả năng tái phát của nó là không còn nữa, mục đích của mình cũng là như vậy. Nhưng mà bây giờ phẫu thuật viên á, họ không cắt hết cái giáp. Và các bạn nên nhớ là phẫu thuật cắt cái giáp không phải lúc nào cũng dễ nha. Vì phía sau nó làm gì, phía sau nó là chương trình quăng lượng nha. Các bạn học cắt, các bạn cắt không đạt màng cái thì cuối cùng là hào hào đến đỉnh luôn, mất dòng hoàn toàn luôn. Và những mạch máu thần kinh, động mạch cấp trên, động mạch cấp dưới, rồi quặn cường thì kế bên nó là mặt mạch cảnh mạch thứ, nghĩa là thần kinh mạch máu của cổ này là rất là phức tạp. Do đó không phải là dễ dàng để mà đi uống mạch cứ đi đâu mà đi trong cái vùng cổ này. Do đó những cái ung thư tuyến giáp, nhất là những ung thư mà nó nằm mặt sau của cái miệng, nó sẽ xâm lấn rất là nhiều. Và khi nó xâm lấn rất nhiều các bạn không quen cái mặt bóng tắt không có được mà sẽ chừa là tuyến giáp rất nhiều đó. Mà chừa là mô giáp rất nhiều mà muốn cho cái mô giáp nó trụi hết luôn á, nó chết hết luôn á, là mình phải dùng một cái liều iốt phóng xạ rất là cao đúng không, mình phải giết được cái mô giáp còn lại như vậy. Và điều đó đồng nghĩa với cái chuyện là mình đang cho bệnh nhân ngộ độc đúng không, nhiễm xạ rất là nhiều. Và đây chính vì vậy người ta phải đánh giá lại cái giường của tuyến giáp nó còn mô giáp hay không. Tại vì trên thực tế thì vướng như thế này nhá, là ở các nơi nhiều khi mổ ca giáp xong rồi mổ có thể là trước khi mổ người ta đã chẩn đoán được đây là ca giáp rồi,
có thể là người ta không lường trước đây là ca giác. Thành ra khi mổ xong hết rồi, kết quả cuối cùng là ca giác thì sao lại chuyển một hướng. Thì khi chuyển vào thì cái người làm siêu âm lúc đó bác sĩ sẽ luôn luôn cho làm sao để đánh giá lại bệnh nhân. Thì tôi phải đánh giá là có mổ lấy hết cái giác chưa. Cái điều đó rất là quan trọng. Nếu mà còn thì cái thể tích còn lại là bao nhiêu. Tại vì sao vậy, lúc đó người ta sẽ quyết định là người ta có cần thiết phải mổ lại hay không, hay là với thể tích còn chút xíu vậy thì thôi xài gì đó không xài luôn cũng được. Đó là điều đó rất là quan trọng. Thành ra là mình phải đánh giá hai cái giường của bệnh nhân. Và nếu như nó là ung thư thì đương nhiên mình phải tìm có gì ăn có bệnh không. Rồi bây giờ một số bệnh nhân đi đến khám với mình không phải chỉ cũng có cổ nhìn vô cái gì hết mà có cái triệu chứng gì hồi hộp đánh giống ngực buông tay chân mẩn mồ hôi, cái đó là triệu chứng của gì? Cường giáp đúng không? Thì ngay lúc đó lập tức cho làm gì? Siêu âm bên nhan điện. Nhưng mà có một số người họ đi đến khám với mình cũng không uống gì hết, mệt lắm, mệt thở không nổi, ngồi lúc nào cũng giống như là không có không khí để mình thở vậy. Họ lúc nào cũng cảm thấy buồn ngồn, thì như vậy điều đó thì ta tuyến giáp là cái nơi rất là dễ nhận ra cái xạ, do đó sau thời gian điều trị là dễ bị xuất hiện ung thư tuyến giáp nha. Các bạn biết là ví dụ như người ta tính cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp trên cái vùng trên cơ bin á, ví dụ mà một nạn nhân trên cơ bin thì sau đó người ta bị ung thư tuyến giáp rất là nhiều với những cái người mà họ bị nhiễm nhiễm thẳng nhiễm xạ. Và cuối cùng người ta cũng sẽ dùng cái siêu âm vùng cổ để người ta chụp tế bào dịch để giống như là những cái kỹ thuật sinh thiết dưới dạng siêu âm ở các cơ quan khác. Rồi bây giờ mình đi vào cái phần bệnh học của tuyến giáp. Thì các bạn thấy ha, tôi chia ở đây là ba nhóm bệnh lý. Ba nhóm bệnh lý, một bệnh lý là bệnh lý lan tỏa, tức là nó nằm lan tỏa trong thủ môn, nó rất là tỏa rải rất là rộng. Và bệnh lý thứ hai là bệnh lý cư trú thì mình gọi là tập phục ha. Và bệnh lý thứ ba là liên quan đến chức năng. Về mặt chức năng thì mình có ba chức năng là đường giáp, suy giáp, cường giáp đúng không? Rồi bây giờ đây là cái nhóm bệnh lý là hội chứng liên quan tới hội chứng, và đây là mặt bệnh học, những cái bệnh nào nó sẽ nằm trong cái nhóm hội chứng nào. Thì đầu tiên cái mà mình hay gặp nhất đó là tình giáp. À rồi tình giáp thì người ta dùng cái từ là tình, các bạn nghe chữ tình nó vượt ra đúng không? Đó mình gọi là tình. Thứ nhất nó vượt ra là tình giáp. Thì cái tiếng Anh cái chữ này mình gọi là qua được, tức là nó vượt ra thôi mình gọi là qua được. Nhưng mà nếu mà nó tình giáp nó tạo thành cái cục á, mình quen gọi là tình giáp hạt, tình giáp nhân như nọ đó, thì cái đó gọi là đôi lơ qua được. Nó cái này là tạo khối nhẹ đôi lơ qua được. Rồi mặc dù là đây là cái tạo hình cục, mình rõ ràng là siêu âm mình cũng thấy một cục, một cung rõ ràng luôn, hoặc là bệnh nhân có một đây một kia là lúc mình rờ nó chạy lên chạy xuống rõ ràng nó là một cục ha. Nhưng mà trên thực tế về mặt khoa học, về mặt bệnh học, nó không phải là cục cung, mặc dù nó là cục chứ nó không phải là bướu. Và nhớ là các bạn không bị bướu, nó không phải là bướu. Bướu định nghĩa bướu là gì? Bướu là cái hiện tượng tăng sản của cái tế bào, tân sinh một cái tế bào mới, là hoàn toàn không giống tế bào chủ mô. Thì cái đó gọi là bướu. Chẳng hạn như bây giờ mình nói ung thư
Như vậy định nghĩa của u là một cái hiện tượng tân sinh, tân mới hoàn toàn, tân sinh của cái tế bào đó. Và nếu tế bào đó phát triển có kiểm soát được thì cái đó mình gọi là u lành. Và mình không kiểm soát được, nó dị dạng bất thường, không kiểm soát được thì cái đó gọi là u lành, đúng không? Như vậy định nghĩa của u là tân sinh. Rồi bây giờ trong khi tình giác là cái định rất là hay gặp của cái cổ luôn, của giác luôn, thì nó cũng rất là nhiều, thì mình phải gọi là mơ đi lên qua đời, tức là nó cũng tạo thành cái khối. Nhưng mà cái khối đó bản chất nó là gì? Là tăng sinh, các bạn thấy tăng không? Tăng tức là hai bờ bên dưới thôi, tức là nó tăng quá lớn, quá mức sinh nha. Nhưng mà bản chất của cái tế bào nằm trong cái khối đó y chang như tế bào biểu mô, các bạn biết không? Tức là nó yên chang, cái bằng nó không khác gì cả, nó vẫn hoạt động về mặt sinh lý, về mặt hình thái y chang như tế bào chủ mô, thì cái đó mình gọi là tăng sinh, có nghĩa là nó tăng về mặt số lượng nhưng nó không thay đổi về mặt chức năng, nó vẫn hoạt động như bình thường, thì cái đó mình gọi là tăng sinh. Và cái mặt thành ra mình nhìn thấy cục rõ ràng luôn, nhưng mà cục đó không phải là u. Nếu đúng theo định nghĩa của u thì nó không phải là u, thành ra trong cái này người ta gọi nó là giả u, đúng không? Nhìn thì giống là u nhưng mà trên cơ thể thì không phải là u, thành ra gọi nó là giả u. Rồi. Mà cái giả u thì được đánh giá rất là nhiều luôn, gặp hoài, nghĩa là trong người bình thường đặt nhỏ lên là hầu như 10 người qua 4 năm người là bị như vậy rồi, rất là nhiều toàn bộ đó. Và cái tình trạng đó
nhưng mà thông thường là đến bức tường nhá là phải khác bình thường nhá, thành ra đến lúc đó là nó cảm thấy là quá lố rồi, hết sức chịu đựng nổi rồi, nó sẽ cường vậy. Thì đây là cái tình trạng và bệnh lý rất là hay gặp của tuyến giáp liên quan tới yốt nha. Rồi bây giờ tới cái bệnh lý thứ hai, đó là bướu lòng tuyến giáp. Như vậy thì các bạn nghe từ bướu là các bạn biết là cái bào này là nó giống cái bào tuyến giáp rồi đúng không, và nếu mà nó phát triển kiểu lành tính thì là có kiểm soát được mình gọi là bướu lòng. Đây là hiện tượng tâm nha, chứ không phải là tăng. Rồi trong bướu lòng tuyến giáp mà cái dạng bướu lòng tuyến giáp nó có một đặc điểm là nó chỉ ở một vị, nó ở hai vị, thành ra là đương nhiên nó là bướu là cục rồi, do đó nó không có bệnh lý lan tỏa, nó không có bệnh lý lan tỏa, bướu lòng tuyến giáp nó không có bệnh lý lan tỏa và chỉ có một vị mà thôi chứ không có hai vị ở bướu lòng tuyến giáp. Thành ra các bạn nhìn thấy cái cục nó giống cái bướu lòng tuyến giáp mà nó chia 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 cục ở cả hai vị ha, và cái đó không phải là bướu giả rồi. Về chức năng của cái này thì sao, phần lớn trường hợp chức năng của bướu lòng tuyến giáp là đường giáp. Rồi một số ít trường hợp nó chuyển qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn tập tính hóa hay gọi là đường giáp hóa, tức là lúc này nó sẽ tăng sản xuất hormone tuyến giáp và nó làm cho người ta rơi vào tình trạng đường giáp. Như vậy thì đối với lại bướu lòng tuyến giáp chỉ có hai chức năng thôi, phần lớn và một số trường hợp đó là cường. Cái chuyện mà nó chuyển qua cường chỉ là sớm khi muộn mà thôi, chứ còn cái khả năng mà nó chuyển qua cường á, nếu mà mình để nó muốn làm lâu năm không điều trị thì khả năng này rất cao nha. Và đến cái giai đoạn mà đó, cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn ngủ đông, nó ngủ hoài nó thức dậy, đến lúc này là lúc nó thức dậy, nó thức dậy thì nó sẽ làm sản xuất hormone tuyến giáp ồ ạt như vậy thì cường giáp trong trường hợp này nếu mình làm siêu âm, tuy nhiên là mình không tính dấu hiệu lâm sàng rồi nha, mình sẽ tính trên mặt siêu âm thôi. Thì siêu âm mình sẽ thấy cái gì, mình sẽ thấy bệnh lý lan tỏa hay bệnh lý phù trung đúng không, và nó có bao nhiêu cục, bệnh nhân cường giáp có một cục duy nhất thôi và bệnh nhân này nha. Rồi bây giờ tới cái bệnh lý thứ ba, lần cuối tham gia. Nhưng mà nó có một cái cú mà dấu hiệu sao là mình để ý nó là cường giáp. Cường giáp như là sao? Bệnh nhân đến khám mình cường giáp tức là mặt nhăn tay chân cung và mồ hôi gì đó, rồi vào đánh trúng ngực vậy đó cũng hết. Vậy là cái Doppler nó FFPV nó tăng luôn không? Đương nhiên nó tăng, nhưng mà cũng thể tăng như thế này. Bây giờ nói không sao phải nói luôn. Tức là bây giờ tuyến giáp nó có hai vị đúng không? Và bây giờ bướu này nó chỉ có trên một vị thôi, đúng không? Cái là một bướu trên một vị. Ví dụ như bây giờ thủy trái nó có là một bướu. Rồi ở cái giai đoạn mà nó ngủ đông đó là giai đoạn tình giáp á, cái nhân giáp nhiều khi nó rất là nhỏ, người ta không thể nghĩ nếu mình không làm sâu nha, nhiều khi nhìn không thấy luôn vì nó rất là nhỏ, vì đó là trong giai đoạn ngủ đông. Nhưng mà đến khi nó thức dậy thì nó lớn rất là nhanh, nó hoạt động mà nó lớn rất là nhanh thì chuyện gì xảy ra? Vì nó tăng tiết hormone tạo ra cái cục bướu này nè, nó tự nó hoạt động độc lập, một mình nó không phải dựa vào ai hết, nó tự sản xuất ra và nó không có dòng một cái giá vào trong mẫu, do đó nó sẽ lớn, nó muốn làm cái này nó sẽ lớn rất là nhanh và tiết hormone cái giá của nó. Thì khi nó lớn nhanh như vậy, nó hoạt động nhiều như vậy thì nó cần gì? Cần máu đúng không? Để do đó khi mà mình làm siêu màu á, thứ nhất mình làm siêu âm thì mình sẽ thấy là một bướu và đục. Rồi cái thứ hai mình làm siêu màu thì một bướu này chỗ rất tốt, máu quá nhiều luôn, có rất là nhiều mạch máu luôn. Và cái thứ ba nữa là những cái dấu hiệu của da. Rồi bên cạnh đó thì mình có chuyện gì xảy ra là vì bệnh nhân đang trong giai đoạn tuổi già, tức là sao? T3, T4 tăng, tuổi già T3, T4 tăng. Thì khi mà cái bao nó tăng trong máu và đi như vậy thì chúng ta đã cảm một cái bụng suy nghĩ để bụng suy nghĩ giảm tiết tế
vô cho cái bún lạc, không thấy duyên dáng nữa. Đó là hình ảnh rất là điển hình của một bún lạc duyên dáng đang trong giai đoạn hoạt động. Rồi tới cái dạng bệnh thứ ba là ung thư duyên dáng, dạng chủ ung thư duyên dáng. Ung thư duyên dáng nó cũng là bướu của cô em đúng không? Thật ra đây là hiện tượng tân nữa, tân sinh ra một cái mới, tế bào mới chứ không phải là tế bào chủ mô nha. Nhưng mà tế bào này không kiểm soát được, thành ra mình gọi nó là ung thư. Thì đối với ung thư tuyến giáp nó chia làm hai nhóm. Mình nghe ung thư cái đó trong trong đầu mình chỉ nghĩ là chỉ ung thư là cục, đúng không? Ung thư là cục. Nhưng mà đối với tuyến giáp là có dạng ung thư tuyến giáp an toàn, tức là nó không tạo thành khối mà nó chỉ đi len lỏi trong cái vô liên kết mà thôi. Nó sạch lên và nó làm cứng hết, nó làm hóa hết toàn bộ cái tủy hoặc là một phần của tủy, nhưng mà không hề tạo khối gì hết. Nhìn vô cái cục đồng trình đó, thì cái đó người ta gọi là ung thư tuyến giáp an toàn. Cái dạng này rất là hiếm và chính nó vẫn có hiện tượng tăng sản tế bào ung thư như thường, nhưng mà vì cái tế bào nó rải đều hết cho nên không khu trú lại được tạo thành khối u, nhưng mà nó sẽ làm cái tuyến giáp nó bự ra, tại vì bây giờ chứa nhiều tế bào hơn so với lại bình thường của nó rồi, thành ra nó sẽ làm cho cái tủy nó trở nên to đùng lên ha, và cái độ hồi âm tự nhiên sẽ thay đổi vì nó không còn là bình thường nữa. Còn phần lớn trường hợp là tạo thành khối, thì khi nó tạo thành khối á thì nó là một cái đặc có hồi âm thì kém, và những cái nhân từ lớn qua thì nó có thể gây hại tử bên trong thì nó không có được. Và về mặt chức năng các bạn thấy ha, được dạng chỉ có tình dạng mà thôi, trong thư tuyến giáp không bao giờ có rối loạn chức năng tuyến giáp, nghĩa là không bao giờ có tuyến giáp hay luôn như vậy. Để nói như thế này là trên thực tế nhiều khi các bác sĩ khi lộn giữa xét nghiệm chức năng tuyến giáp và xét nghiệm MRD để tìm tế bào ung thư tuyến giáp, các bác sĩ lộn những cái xét nghiệm thì cái việc xét nghiệm nào nó cũng vậy. Và đặc ví dụ như bây giờ khi mà người nói là có một cái nhân giá rất là nghi ngờ ung thư, ha, nghi ngờ ung thư thì thay vì đáp lại nó cho làm gì, cho làm MRD, tức là mình lấy thì bác sĩ lại cho làm xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Đó, và xét nghiệm chức năng tuyến giáp nó trả lời là bình thường. Chứ nó nói cái này bình thường sao hết thì về đi. Là hết trả lời là bình thường, đúng không? Thành ra là đừng có lộ hai cái đó nha. Một cái là xét nghiệm chức năng thôi, và cái này là xét nghiệm về mặt hình thái của tế bào. Đó. Và nhớ như trong ung thư tuyến giáp không bao giờ có rối loạn chức năng tuyến giáp. Rồi, và đến cái bài bệnh lý cuối cùng là viêm giáp. Viêm giáp thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, và trong đó thì viêm giáp nó có thể là khu trú một tủy hoặc là ở cả hai tủy. Thì khi mà mình nghe chữ viêm là mình tưởng tượng ra được đây là bệnh lý lan tỏa. Viêm thì nó đâu có tạo thành cục được, đúng không? Đây là bệnh lý lan tỏa. Nhưng trong viêm giáp sẽ có những cái viêm giáp tạo thành cục, thì cái đó người ta gọi là viêm tạo hạt. Đó. Ra ung thư thì là lan tỏa, viêm thì tạo hạt, nó là tạo cục. Nó thành ra là hai cái này thì nó có thể tạo hạt, tức là tạo cục á, là một cục hay là nhiều cục, và nó có thể ở một hay hai tủy. Rồi về mặt chức năng của viêm giáp á thì mình có thể có bình giáp, có cường giáp, có suy giáp, các bạn thấy ha, tức là nó có đủ nha, bình giáp, cường giáp hoặc là suy giáp. Rồi như vậy thì trong cái bài này các bạn thấy những cái từ của tôi có khi thì nhân, có khi thì hạn, có khi thì cái gì đó nhân hạn cụ, nói chung là các bạn không gọi gì nữa, các bạn gọi vì nó chỉ là từ chữ neutral ra mà thôi nha. Tiếng Anh có chữ tiếng Pháp thì là phonem, tiếng Anh là neutral, còn tiếng Việt đó thì người nam thì gọi là hẹn, người bạn thì gọi là nhân, còn người trung thì gọi là cụ. Các bạn gọi cái nào các bạn gọi, các bạn chỉ biết là nó là một trường rồi không nha. Đó. Bây giờ đặc điểm chung của nhân giáo thì các bạn biết ha, là nhân giáo rất là phổ biến. Nếu mà mình làm siêu âm trong quần thể là mình
sẽ lấy những cái nhân giáp nhiều lắm luôn á. À, thì nhân giáp á, nếu mà mình sờ thấy trên lâm sàng thì chỉ khoảng 5-10% mà thôi. Nhưng nếu mà làm sờ lâm thì các bạn thấy nó lên tới 60% trên dân số luôn đó. Và nhất là nếu mà các bạn làm ở những cái vùng gọi là các vùng địa phương thì các bạn sẽ thấy còn nhiều nữa nha. Và cái tỷ lệ ăn đứt của nó thì lại thấp, nó thay đổi từ 1.6-12%. Phần lớn ung thư tuyến giáp là ung thư tuyến giáp dạng vú. Đây là một ung thư tiên lượng tốt nha, tiên lượng tốt. Rồi tiên lượng tốt nghĩa là sao? Nghĩa là không cần thiết phải điều trị sớm. Có nhiều khi thấy ung thư đó mà người ta không muốn điều trị, người ta để 2 năm luôn, nó muốn lớn, nó không sao hết. Nhưng mà đương nhiên là nó không phải là người nào giống như người này, nhưng mà ta nhìn chung, mặt bằng chung là cái ung thư tuyến giáp người diễn tiến rất là chậm, không có nhất thiết phải điều trị rất là vội như là ung thư vú. Vú là có ung thư vú mà nhất là người trẻ là phải điều trị cho sớm, đừng có điều trị trẻ nữa. Ngược lại với ung thư tuyến giáp thì nó chậm chậm một xíu cũng được, không có đến độ nào. Rồi thì bây giờ người ta thấy cái này ha, phần lớn nó là ung thư tuyến giáp dạng vú mà đây là cái ung thư tiền lượng tốt. Rồi theo nghiên cứu về Ito là một tác giả người Nhật, thì cái người này á ổng chuyên làm về tuyến giáp mà thôi. Thì ổng cái tuyên bố của ổng là nhà không có sự khác biệt sống còn ở những bệnh nhân với tuyến giáp dạng vú kích thước nhỏ 1 cm đã có dạng của bệnh được phẫu thuật cắt giáp và không điều trị. Tức là kích thước nhỏ 1 cm và người ta đã làm cái bệnh trên chính mình đây lộn tuyến giáp rồi, ha, 1 cm lộn tuyến giáp rồi, chia thành 2 nhóm, một nhóm cắt giáp, một nhóm không hề điều trị, không có sự khác biệt sống còn. Điều đó có nghĩa là làm sao kích thước của tuyến giáp nhỏ 1 cm thôi khỏi một cái điều trị nha, nhỏ 1 cm của tuyến giáp dạng vú, nhỏ 1 cm không cần điều trị. Nó nói về chương trình thực tế sở thấy muộn đúng không, giống như hơn vừa rồi mới cách đây 2 ngày thì thăm các bác sĩ ở Chuyên Cương da của tuyến giáp dạng vú 4.5 mm, tôi nói đấy mổ cũng được, không mổ cũng được, tại vì cái này nó được bảo bọc này nọ che chở của trong cái mô giáp bình thường, nó nằm gọn lõm ở trong còn xung quanh nó mà không có giáp bình thường mà, thành ra không có gì quan trọng hết trơn, nó lại thôi kệ nó đừng có đụng đi tới nó để sống ở bệnh như thế, không chứ rất là không phải làm xét nghiệm coi cái đầu tư hay không, đấy, làm xét nghiệm chắc chắn là đầu tư á, dành thằng không làm, tại vì hệ chỉ làm thì bị kiểm chắc luôn, nó lại ra động thương mà hệ ra động thương là hẹn đi mổ, tại vì mình đã đăng ký còn làm mình phải mổ, còn mình biết do mình không tâm nên mình để nó sống chung với nó cũng được, nhưng mà 1-2 tiếng là khóc chỉ có làm em, chỉ có làm em rồi làm động thương thử xong rồi khóc chỉ nó đánh mất rồi chứ không sao đó, không có khác biệt với sự sống còn nhưng vẫn cứ không đó, mặc dù không có hẳn cái gì chưa đó, kêu không mổ làm sao thì được, là chắc chắn cũng phải mổ à. Nhưng mà các bạn thấy là không sự khác biệt sống còn giữa cái nhóm mà trong cái nhóm mà nhỏ 1 cm. Rồi thì chính vì vậy á, người ta mới dựa vào trong cái phân loại chung thì mình biết là mình muốn mình có phân loại gì ra cho một cái nhân. Thì bây giờ đối với tuyến giáp thì người ta sau đó người ta phát triển lên thành dạng tia ra, hai dạng tia ra, cái phụ của dạng tia ra của tuyến giáp là sai rồi. Để mà mình mô tả một cái, dùng một cái thuật ngữ, sử dụng chung một cái thuật ngữ để mô tả về cái nhân giáp để khuyến cáo là cái nhân đó có nên làm can thiệp hay không, làm cái này không hay chỉ cần theo dõi định kỳ đủ rồi. Tại vì mình biết đó, là mình can thiệp sớm quá thì cũng không cải thiện tỷ lệ sống còn, thành ra can thiệp để làm cái gì? Tại sao các bạn biết tại sao người ta phải làm như thế này? Là tại vì đối với các nước tiên tiến tất cả đều được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng nó không chi trả gì đâu. Mà bây giờ nếu như các bạn đem ra các bạn mổ cho những ung thư tuyến giáp dưới 1 cm thì như vậy bảo hiểm y tế chi trả một số tiền rất lớn luôn, rất lớn luôn. Và các bạn nên nhớ chẳng hạn như mình nghĩ đi là phẫu thuật viên mà mổ ung thư tuyến giáp như vậy các bạn phải trả tiền cho phẫu thuật viên đó rất là nhiều, tất cả những cái này bảo hiểm y tế chi trả hết. Mà như vậy á, để cuối cùng là gì, không thay đổi cái này sẽ có như vậy nó lỗ nó còn gì nữa, nó bị ung thư tuyến giáp. Nếu mà các bạn mò trên siêu âm để mà tìm thì ôi nhiều lắm luôn đó. Mà bây giờ mà
Rồi bây giờ như vậy thì để sử dụng tina mình phải nắm được các cụm từ để mô tả. Đầu tiên mình có nhiều dạng loại cụm từ khác nhau ha. Thì đầu tiên thứ nhất là mình mô tả các thành phần ở bên trong cái hạt giảm đó, nghĩa là cái hạt giảm đó nó chứa cái gì bên trong nha. Chứa cái gì thì thứ nhất người ta gọi nó là cái hạt đặc, cái nhân đặc nha. Thì đặc trong cái phần đặc này người ta mới chia ra là nhiều loại đặc. Gọi là đặc thì khi nào nó đặc hoàn toàn hoặc là gần hoàn toàn thì mình gọi nó là đặc nha, tức là không có nước đó, nó chủ yếu là đặc. Còn cái thứ hai đó là đặc hoàn toàn, và cái thứ hai nữa là chủ yếu là đặc. Chủ yếu là đặc tức là cái phần đặc đó nó phải hơn 50%, thế là trong đó có vừa đặc vừa nước, nhưng mà phần đặc chiếm hơn 50% thì mình gọi chủ yếu là đặc. Còn nếu mà đặc nhiều nhưng mà nhiều nhìn vô cái phần nước một chút xíu thôi thì mình gọi nó là đặc. Cái thứ ba mình gọi chủ yếu là nè, khi nào mà phần đặc nó nhỏ hơn 50% nha, trên 50% thì chủ yếu là đặc, mà nhỏ 50% thì chủ yếu là nè. Rồi cái cuối cùng nữa là mình gọi là nè, khi mà nó chỉ toàn là nước bên trong thôi thì mình gọi là nè. Rồi như vậy thì về mặt là thành phần bên trong sẽ có đặc, chủ yếu là đặc, chủ yếu là nè và nè. Nó là có bốn dạng rồi. Ngoài ra nó còn cái dạng cuối cùng nữa, nó gọi là dạng tổ ong. Tổ ong tức là các bạn tưởng tượng là tổ ong gì, nó có lỗ. Thì như vậy trong những cái lỗ nhỏ đó nó sẽ chứa nước bên trong, nó là tạo thành những cái khoang cái nhỏ bên trong, thì đó gọi là tổ ong. Thì đó là những cái khoang nhỏ chứa dịch thôi, thì đó là một cái tên riêng của cái dịch tổ ong ha. Rồi bây giờ nếu như nó là đặc hoặc là chủ yếu là đặc thì lúc đó mình sẽ coi là cái đặc điểm của cái phần đặc đó nó như thế nào. Mình sẽ coi gì? Coi độ hồi âm của nó, độ hồi âm của cái phần đặc trong cái nhân đó nha. À, giờ ví dụ bệnh nhân nó chủ yếu là đặc hoặc là đặc thì như vậy là cái hồi âm đó nó là hồi âm dài và hồi âm kém gì đó, là so với gì? So với chuẩn mô giác, so với chuẩn mô giác, so với tuyến giác nha. Thì mình sẽ nói là ví dụ như cái nhân có hồi âm kém tức là kém cái chuẩn mô, nhân đặc hồi âm kém, nhân chủ yếu là đặc dày, có nghĩa là đang so sánh với chủng một. Rồi nó có bôi hóa hay không? Nếu nó có bôi hóa thì bôi hóa rộng như thế này, hoặc là nó bôi hóa nó chắc như thế này, bôi hóa cục bên trong như thế này, tức gọi là bôi hóa cục đó. Mình phải mô tả cái bôi hóa của nó. Rồi cái đường bờ của cái nhân đó nó giới hạn rõ, cái đường bờ nó đẹp như thế này, nó đẹp như thế này, không có xác định đường bờ đâu hết. Mình phải mô tả cái đường bờ. Hoặc là cuối cùng là nếu là nó dạng tổ ong thì mình chỉ cần nói nhân dạng tổ ong, không cần mô tả gì hết, nhân dạng đó. Rồi trong cái phần đặc của cái dạng tổ ong thì người ta mới chia nó làm cái phần nhỏ hơn. Nếu như một cái nhân đó, ví dụ như cái nhân như thế này, nó có một phần dạng tổ ong và một phần không có dạng tổ ong, thì lúc đó người ta mới chia ra thành phần dạng tổ ong nó lớn hơn 50%, đó là phần còn lại nhỏ 50% là không có mang dạng tổ ong. Thì người ta thấy là người ta đã làm cái lên trên 52 cái nhân mà không có dạng tổ ong, tổ ong không hoàn toàn đó, tức là chỉ có một phần tổ ong, thì người ta làm cái lên trên cùng không có tổ ong của cái nhân đó. Thì người ta làm 52 nhân thì người ta thấy là chỉ là một cái rất thấp, chỉ có một nhân thì một thương mà thôi. Còn những cái nhân mà toàn bộ tổ ong chiếm hoàn toàn trong cái nhân đó thì người ta làm cái lên trên cái nhân đó, người ta thấy không có một cái nhân nào là một thương hơn. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Khi mà mình nói một cái nhân dạng tổ ong, tức là mình đang muốn nói cái nhân đó là lành rất là nhiều. Và khi tôi nói nhiều tôi nói là thì trái tuyến giáp có một cái nhân dạng tổ ong hoàn toàn, có nghĩa là lành hả? Lành. Còn tôi nói là từ trái tuyến giáp có một cái nhân dạng tổ ong không hoàn toàn, nghĩa là nó có một phần không có dạng tổ ong, thì như vậy có nghĩa là một phần rất nhỏ trong đó có thể bị ung thư. Cái phần không có tổ ong
Rồi, cái này mình so sánh với lại chủ mô da. Dạ. Như vậy thì mình nói là cái nhân mà có mặt dày thì mình so với mùi da nó dày hơn mùi da. Đồng người ăn tức là bằng cái này mùi da. Hoặc kém tức là kém hơn so với mùi da. Và một cái nữa là người ăn rất kém khi nào mà nó bằng cái cơ. À, vậy cái giá bình thường so với cơ như thế nào? Dày hơn cơ. À, và bây giờ nó kém bằng với cơ luôn thì người ta gọi nó là bệnh kém. Nha. Rồi. Bây giờ đó là trường hợp là nhân nó đồng nhất. Còn bây giờ nhân nó không có đồng nhất, nó vừa có chỗ ngoài ăn dày, vừa có chỗ ngoài ăn kém, vừa có chỗ có nước. Thế là nó hỗ ở đủ thứ trong đó. Thì mình coi cái phần nào ưu thế. Ưu thế là cái người kém hay là ưu thế là người dày. Nhưng mà nó có nhiều thứ trong đó thì sẽ là ưu thế là đó. Đây cô gì gì đó, cô tả ở đây ra. Thì như vậy mình đi được hai cái phần phân tử rồi. Một là cái thành phần trong nhân. Hai là đồ ăn của nhân da. Ha, vậy là cái phần tử là hình thái của khối đó, cái nhân đó. Cái hình thái thì các bạn biết là nhiều cái da mình sẽ có một cái mặt cắt ngang đúng không, để mình đo được cái đường kính trước sau và đường kính ngang và cạnh mặt dọc, mình đo đường kính từ trên xuống dưới chiều cao ha. Thì như vậy đó, đối với lại cái nhân da, cái đường kính mà quan trọng nhất là đo trên mặt cắt ngang, không phải đo mặt dọc nha. Ví dụ như bây giờ các bạn
thì người ta đo ta thấy là bé sẽ tăng thể tích được 20 mg. Tăng thể tích có nghĩa là các bạn nhân 3 chiều với nhau để các bạn thấy là thể tích lần này so với lần trước nó lớn hơn 20 mg ha. Hoặc là các bạn chỉ đo trên 2 chiều thôi, khi mà các bạn đi mỗi 1 chiều nó tăng lên 2 mm thì như vậy có nghĩa là nó tăng kích thước so với lần trước đó. Chứ còn một lần đầu tiên thì cái kích thước lớn hay nhỏ không phải quý vị, cái này là làm gì nha. Thì như nãy ha, cũng giống như là ông Ito ha, thì đây là cái hội về nội tiết chuyên gia của Mỹ, thì họ cũng khuyến cáo là những cái nhân kích thước nhỏ không sạch sẽ là không có thể bị nha. Rồi bây giờ đến cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa, đó là tiêu chuẩn về đường bờ của cái nhân đó. Thì đây là cái tiêu chuẩn cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó hiểu rồi, nhưng mà và cũng là không có ý nghĩa phức tạp. Nhân tăng sản lành tính có phải là đúng không?
cái đó thông thường là được mở đó. Đó. Còn viêm giáp là gì? Viêm giáp về viêm giáp tổn thương không có giới hạn, viêm là đen mà không có giới hạn, thành ra được mở rõ. Do đó trong cái tổn thương mà khu trú viêm giáp, mày càng thấy đường mở sẽ trở thành rõ hơn. Bây giờ tới một cái đường mờ nữa, đó là cái đường mà nó bao xung quanh rất là rõ như thế này, tên gọi là cái viền đó, gọi là cái halo. Halo tức là một cái viền bao xung quanh, mà nếu mà cái halo đó mà nó tối mù, tức là cái nó kém á, thì mình gọi là cái viền tối, một cái halo tối, nó halo kém bao xung quanh cái vùng đó. Thì cái halo này nó có thể là halo một phần hoặc là hoàn toàn, có nghĩa là cái nhìn như thế này, nếu mà nó bao bọc đều hết thì mình gọi là hoàn toàn, nhưng mà chỗ có chỗ không có thì mình gọi nó là không hoàn toàn hoặc là một phần thôi. Rồi cái chỗ này nó dày, cái đường vòng nó lắp đường điện đó, cái chỗ này nó là dày, có chỗ thì mỏng, ha, cái là về dày nó không có mặt nha, chỗ dày chỗ mỏng không có đều. Thì bản chất của cái halo đó gì? Halo đó chính là cái vỏ bao sơ bao xung quanh cái khối nó cao thấy á, là nghĩa là cái vỏ bao sơ chứa thành máu bên trong thôi. Rồi nếu như mà cái halo này nè, cái đường viền này nè, mà nó đồng chất thì nó gợi ý cho một cái lành tính, tại vì ung thư là không có bao bọc nha, là bản chất này nó là bao bọc sơn mà ung thư thì không có bao bọc. Thành ra nếu mà mình thấy nó bao đều, bao đẹp hết, bọc đều hết, dày đều bằng nhau hết, không có gì đặc biệt hết thì thường là lành tính. Nhưng nếu mà mình thấy nó không hoàn toàn, tức là chỗ có chỗ không có, chỗ dày chỗ mỏng thì cái đó là không đều, có thể gặp trong 10-20% của những ung thư tuyến giáp. Do đó khi mà mình xác định một cái đường viền tối bao xung quanh cái nhân này, mình phải xoay xoay để lên rồi xoay nhiều bằng cách nhìn nhiều hướng khác nhau để đánh giá cái viền bao xung quanh như thế nào. Và thông thường các bạn nhớ là đè lên đây, các bạn bàn các bạn đè thì cái đường viền nó nhẹ bé, các bạn thấy gì đó là các bạn đè, các bạn phải đưa ta để nhẹ người ta thì thôi, thì mình mới đánh giá được. Chứ còn giờ các bạn để đè hoặc là dập cái chỗ này dập cái đè cũng được, các bạn đưa lên tay này là các bạn không có một cái đánh giá chính xác được nha. Rồi và tới một cái đường bờ cuối cùng nữa, đó là xâm lấn ra ngoài tuyến giáp. Thì nghe cái này là thấy dễ đúng không, chỉ xâm lấn ngoài tuyến giáp biết là một người là xâm lấn vào bao hay là xâm lấn cái một cái bên. Thì các bạn thấy nha, cái tiêu chuẩn bờ là một đặc điểm khó đánh giá và cần có giá trị trong tuyến giáp. Nói thì nhiều lắm, khó hiểu thông tin cả đang trên, nhưng mà giá trị nó không có nhiều trên. Trong này tôi rút ra được hai cái giá trị lớn nhất là cái gì? Thứ nhất là cái gì? Giới hạn khí nó rõ luôn, nhất là tạo thủy cung giới hạn rất là rõ luôn, thì đó là được. Còn cái gì mà giới hạn nó rõ thành em mà đưa hết không có xác định được bao nhiêu giờ đó, đó là lạc tính như thế này. Bây giờ tới một cái tiêu chuẩn khác nữa, đó là tiêu chuẩn người ta gọi là điểm hồi âm, tức là những cái hồi âm ở bên trong cái cục đó, thì cái điểm hồi âm này nó nhiều tùy theo kích thước của những cái đó mà mình sẽ có nhiều cái tên khác nhau. Đầu tiên nó là những cái chấm nhỏ, những cái chấm nhỏ thôi, tức là những cái foci thôi đó. Thì khi mà gọi là chấm nhỏ thì nó kích thước của nó nhỏ 1 mm, nhỏ bằng 1 mm thôi. Thì như vậy á, những chấm nhỏ là bản chất của nó là gì? Bản chất nó chính là những cái vi hồi hóa. Khi mà các bạn thấy một cái chấm nhỏ là các bạn biết là đây là vi hồi hóa trong cái chấm. Rồi đó là bản thân nó là cái gì? Là một cái điểm hồi âm dày không ổn lưng, vì nó là vi hồi thôi, thực ra cái độ hồi của nó không có nhiều, do đó nó không ổn lưng, thường gặp trong ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp trong những cái nhân lành tính, nó có những cái chấm nhỏ giống vi hồi. Như vậy thì cái chấm nhỏ giống vi hồi và vi hồi làm sao mà phân biệt hai cái đó với nhau, thì chút nữa mình sẽ có hình ảnh phân biệt hai cái đó. Tại vì á, khi mà các bạn nói cái nhân này có vi hồi, các bạn lại nói là cái nhân này có cái chấm nhỏ. Khi mà nói chấm nhỏ là cái lớn nhiêu, nhỏ 1 mm đúng không? Và khi mà nói nhân này có chấm nhỏ dạng vi hồi, có nghĩa là các bạn đang nói tới ung thư. Còn khi các bạn nói là cái dạng nhân này có chấm nhỏ nhưng mà không giống vi hồi ha, thì các bạn cũng không nghĩ được, tại vì vi hồi là chỉ dành cho ung thư mà thôi.
vì một là các bạn đồng nghĩa với nó là thử nha. Như vậy thì làm sao để phân biệt được cái chấm này nè là vì một hay không là vì một là cái điều quyết định cho cái nhìn đó có chứ nó nhìn vô nhưng mà nhìn thì nó sẽ biết gì. Bây giờ cái thứ hai nữa là cô này là con rồi, cái này kích thước là nhỏ 1 mm đúng không? Bây giờ cô con về cái kích thước là bao nhiêu? Lớn 1 mm à. Thông thường là mình nghĩ là như vậy nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Đối với cái vôi to trong cái nhân gian người ta định nghĩa như thế nào là to? To là khi một cái vôi đó không cần cái kích thước miệng nó tạo được bóng lưng, nó tạo được bóng lưng thì cái đó gọi là to. Trong khi các bạn thấy là cái này là cái vôi nó không có bóng lưng nha. Còn có thể là dưới 1 mm nhưng mà nó có bóng lưng thì nó lại là vôi to. Đó, miệng có bóng lưng thôi là vôi to. Nhớ mọi cái từ để tạo bóng lưng nha. Rồi thì cái vôi to này, một đặc điểm của cái vôi to sẽ không là cái vôi tính cái nhân này làm cả. Trong khi nếu các bạn nói là phi vôi là các bạn cũng nói ác dữ lắm rồi đó. Còn trong khi các bạn nói vôi to thì các bạn nhiêu là không đủ tiêu chuẩn để nói nó là cả, mà nó cần phải kết hợp với hình thái của cái nhân đó này nữa chứ không phải chỉ một cái tính vôi to nha. Rồi bây giờ tới một dạng vôi nữa, đó là vôi ở ngoại biên. Vôi ngoại biên thiếu cái nhân nó về thì cái vôi nó nằm bao quanh cái nhân đó. Ngoại biên hay là có sọ hay có trứng này nọ, tức là cái vôi ở ngoài mặt vôi thì cái đó ta gọi là vôi ngoại biên, tức là nó bao xung quanh cái nhân ở mặt vôi. Thì cái vôi này nó có thể là hoàn toàn, tức là bao toàn cái nhân đó hoặc là không hoàn toàn ha. Thì phần lớn của cái vôi, cái vôi nếu mà nó nhiều quá đồng vôi cơ lớn như này, các bạn đặt cái đầu dò từ trên xuống, các bạn thấy vôi đúng không? Dưới vôi là bóng lưng, các bạn thấy nhân ra đúng không? Không quan sát được. Như vậy thì không thể đánh giá được cái nhân ở bên trong này, đúng không? Thành ra do đó nếu mà cái vôi nhân nó to, cái vôi nó nhiều quá, nó làm thành cái hình cung như thế này, thì tự nhiên mình thấy nguyên cái vòng cung vôi hóa bóng lưng mặt mình dưới và dưới nó là gì? Nó tiêu cực. Đó thì không thể đánh giá được nha. Thì như vậy á, muốn đánh giá thì đương nhiên cái này là không đánh giá được rồi. Ta bắt đầu nhìn đây nè, người ta nhìn xung quanh này nè, ta nhìn xung quanh này chỗ này có những thay đổi hay không. Ví dụ như đây là nguyên cái bình giá, các bạn tưởng tượng đây là nguyên cái bình giá, đây là một cái cục vôi nằm ở bên trong đầu một cái tùy đó ha. Thì bây giờ mặt vôi đây kế bên đây bình thường, thứ nhất bình thường á, có gì đặc biệt hết. Như vậy là không sao, nhưng bây giờ cái bản thân của cái vôi nằm đây nhưng mà ngay trước mặt nó là một cái bụng giảm âm, một bụng âm không có đồng nhất gì đó, rồi đi ra một khoảng thì mình mới thấy được vô giác bình thường. Như vậy thì nó có cái chuyển giao đúng không, giữa cái phần vôi và cái phần bình thường, thì đây chính là phần quyết định bệnh lý ở chỗ này chứ không phải là hình thái của cái bụng nha. Quyết định bệnh lý là của cái phần bụng vô này, cái bên này đây đó. Rồi cuối cùng nữa trong cái điểm hội âm đó là đuôi sau chổi. Đuôi sau chổi thì các bạn học cái bộ chẳng hạn như những cái tinh thể cholesterol của đúng không, mà cái đuôi sau chổi cái gì là hình ra sao, tam giác đúng không, tam giác đáy trên và nó hẳn cái đường nó nhỏ xuống dưới thì đó gọi là đuôi sau chổi. Thì cái này cũng vậy, thì đuôi sau chổi nó chỉ là cái sáu ấm mà thôi. Rồi khi mà một cái tổn thương một cái nhân giác mà các bạn nói là nó có chứa đuôi sau chổi thì ý các bạn và nếu như cái sau chổi này các bạn còn nói là sau chổi cái chân rộng, cái chân nó rất là rộng nè, cái này khi mà các bạn nói là sau chổi cái chân rộng là điều đó càng chứng tỏ là cái này là lành tính. Tại sao mà nó có cái đuôi sau chổi đó là vì cái đó nó thường gặp trong những tổn thương có chứa nước keo bên trong ha. Thì chính cái phần keo đó là cái phần cái âm nó dạng là đục vô trong cái chất keo đó thì nó bị dẫn truyền giảm đi không phải là mất, tại vì nó mất đó, thì là cái đột nhiên cái đó nó tiêu luôn, nó không đi xuống được nữa, thì đó là
Thì như vậy đuôi sao chổi chỉ xuất hiện trong nang giáp heo mà thôi, còn vi môi là trong ung thư tuyến giáp. Thành ra là cả hai cái đều chấm nhỏ hết, nhưng mà các bạn nói là chấm nhỏ không đuôi sao chổi, hay là chấm nhỏ với vi môi là khác, mà chấm nhỏ và đuôi sao chổi là các bạn đang nói là cần tính nha. Rồi bây giờ ha, như vậy thì mình có điện thoại, mình có rất là nhiều cái thuật ngữ để mình mô tả cho cái nhân giá. Mình sẽ gần có cái gì, thành phần bên trong nhân ha, mình có độ người âm ha, mình có hình thái trên mặt cắt ngang, rồi mình có kích thước của nhân, mình có chiều bờ, và cuối cùng là mình có điểm người âm nha. Rồi thì dựa trên tất cả những cái tiêu chuẩn đó mà mình mô tả cái cục đó như thế nào đó, mình đưa ra được là những cái đặc điểm của cái nhân gian lạc tính, nhân gian an tính và những cái nhân mà không hay đoán được. Thì nếu mà lạc tính thì gần có cái gì, nó gần có cái đường halo, cái đường vì ba bệnh nhân đồng chất này ha, hoặc là cái nhân mà ung thế là gì, nước nhiều, một cái nhân mà không có mong muốn đâu, hoặc là một tuyến giáp to rất là nhiều nhân thì thường là lạc tính. Rồi một cái đặc điểm của cái nhân gian an tính là cái gì, thứ nhất là cái nhân đặc đương nhiên là ung thư đấy, là phải đặt trước đó ha. Cái thứ hai là phải đi vui, tức là có sao chổi hay không sao chổi, không sao chổi. Cái thứ ba là đường bờ, đường bờ nó không đều và cũng nhỏ, còn thấy không, tức là có mình thấy được đường bờ của nó thì nó không đều, hai chỗ thì tập cũng to hay là cũng nhỏ, tập thì cũng đều vậy đó. Rồi người âm thì rất là kém, rất kém so với gì, so với thường. Rồi có bị cao lớn miệng nghiêm đúng không, và có xâm lấn bên ngoài, là có hạt đen bên trên. Còn những tiêu chuẩn mà không có đặc hiệu cho cái gì hết, ví dụ như là cái nhân mà không có halo gì hết, không có đường bờ, không có xác định đường, hoặc là nhìn tăng mạch máu trung tâm. Rồi các bạn thấy tăng mạch máu trung tâm, thường khi mà làm xong tuyến giáp mà hãy để cái mạch máu lên, thấy cái nhân này quá trình mạch máu luôn, là thấy nó cho tôi làm em đây cho bệnh nhân là tăng sinh máu nhiều lắm, bệnh nhân sẽ chạy tới là vì cho bệnh nhân là tăng sinh máu nhiều quá, bác sĩ nói nhiều máu coi chừng nó là ung thư. Có không? Có không? Có mấy, có ai đã từng làm xong tuyến giáp và đã khuyến cáo bệnh nhân về giờ? Thường á, tại vì tâm lý mình làm sao mà u mà có tăng sinh máu thì mình nghĩ là gì? Ung thư. Thường là mình mới nghĩ vậy. Tại vì chỉ có ung thư nó mới tăng sinh mạch máu. Nhưng tuyến giáp thì không. Tuyến giáp là không. Tuyến giáp á, đối với ung thư tuyến giáp là kích thước nhỏ. Tại vì ung thư tuyến giáp là ung thư gì? Mãn tính. Tính là nước nhanh hay chậm? Rất là chậm. Thì nhu cầu mạch máu có nhiều không? Không. Nhu cầu mạch máu có nhiều. Chỉ có nhiều khi nào? Khi nào nó lớn rồi. Nó lớn từ 2cm trở lên. Lúc đó là số lượng tế bào của nó nhiều lắm rồi đó. Và nó đang phát triển. Tại vì ung thư nó phát triển các sức nhân mà. Thành ra là nó đang phát triển rất là nhiều. Nó mới cần mạch máu. Và khi đó nó đã xâm lớn tầm lưng rồi. Nó mới cần mạch máu. Chứ còn nó nhỏ nhỏ nhiều khi tiếng quậy cái cũng rang đó nha. Thì như vậy đối với lại nhân giá chuyện mạch máu không phải là một yếu tố để quyết định làm nhẹ. Sẽ có những trường hợp cái nhân giá làm rất là rõ luôn nhưng mà tăng sinh máu rất là nhiều, là tại vì sao? Là vì như thế này nhé, các bạn thấy ở trong bệnh cảnh là tình giáp đa, đa nhân, tình giáp đa nhân là do tình trạng gì, tình trạng gì gây ra đó? Thiếu iốt đúng không? Thiếu iốt nó phải tăng sản để nó tạo ra nhiều tế bào hơn. Nhưng mà bây giờ phải tăng sản của chúng ha, tăng sản của chúng để tạo thành gì? Cục rất là nhiều luôn, thành ra mình mới gọi là tình giáp đa nhân đúng không? Nhưng mà những cái hạt đó nó không xuất hiện đồng loạt, cái tuổi của những cái hạt đó nó không bằng nhau. Sẽ có những cái hạt rất là lâu năm lớn tuổi rồi nhưng mà tăng sản kiểu đó rồi đó mà cũng chưa có vừa lòng, mà cũng chưa có được đủ nữa thì lại tăng sản tiếp, để tăng sản tiếp. Thành ra những cái hạt đó tuổi thọ, tuổi đời của nó khác nhau, và sẽ có những cái hạt nó xuất hiện, nó hoạt động thời gian mà nó làm hết nghĩ rồi đi chơi luôn, và cuối cùng cái gì nó đâu có vui, coi coi như là nó chết rồi, nó không làm gì nữa. Nhưng sẽ có những cái hạt hoạt động rất là nhiều, mạnh mẽ lắm, hoạt động nhiều lắm, và khi nó hoạt động nhiều nó tự nhiên cần máu thôi, và khi nó cần máu thôi thì gì, tăng sinh.
thành ra tăng sinh mạch máu trong cái nhân giác thường gặp là do tăng chuyển hóa chứ không phải là do nhu cầu tăng sinh mạch máu trong phụ nữ nha. Do đó khi các bạn làm siêu âm các bạn thấy tăng sinh mạch nhiều các bạn đừng có lo, mà các bạn thấy nãy giờ phụ nữ đưa ra đóng khuôn á, mấy cái phụ nữ các phụ nữ nào liên quan trong máu không, không ai bạn có chuyện mất máu chưa nhé, chắc đây bây giờ một cái tế bào nang giác nằm đây, một cái tế bào nang giác nằm đây, một cái tế bào nang giác nằm đây.
Còn ví dụ hạt mà nó không có nước thì mình cho vào là nhưng mà giải thích tiếng Việt của mình á, mình gọi cái này là gì? Gọi này là nang nhá. Tại vì sao? Chủ yếu là nang, đúng không? Chủ yếu là nang, thành ra mình gọi nó là nang nhá. Và chủ yếu là nang thì là nang. Rồi bây giờ vì nó chủ yếu là nang, cái nước không có tế bào nhiều đâu, nó xâm lấn gì nhiều, đúng không? Rồi giờ tới mình làm phần đặc của nó, mình xem thử cái phần đặc của nó, mình thấy sao? Độ hồi âm này cao, độ hồi giá và có dạng của ông này, nó đặc biệt chắc luôn, cái này là đặc biệt. Thì bây giờ như vậy thì trong trường hợp này, nếu các bạn trả lời, các bạn trả lời cho cái kiểu là người Việt Nam không thường hay xài á, cái này tôi không biết ở ngoài Bắc thì các bạn có dùng những cái từ giống như ở trong Việt Nam hay không ha? Trong Việt Nam này thì tôi quen gọi nó là nang giang kèo, tại vì mình nói trong tiếng Pháp tức là colloid. Rồi, bây giờ tới cái nhân này đây. Các bạn nhìn thấy ha, đây là cái nhân đây. Đó, và bên trong này, cái này là tổ ong. Thì cái nhân này đấy các bạn thấy là có cái thành phần tổ ong, nó chiếm một phần đúng không? Cái này là nhỏ 50%. Rồi ha, các bạn thấy ha, cái phần đặc ở đây, cái phần đặc này có độ hồi âm dày tế bào nang giá, nó bình nang và nó
chính cái chất keo đó nó tạo thành cái mùi. 100 chỉ là 100, đôi khi mình thấy 200-300, nhưng phần lớn trường hợp là nó chỉ có 100 và nó đã rất là đẹp. Cái này hay gặp ở những con nít lắm. Thật ra là nếu mà có làm siêu âm cổ ở con nít á, bạn để lên bạn thấy đang cái chuyện này nhiều lắm, nó rải từ phía trên từ trên tới phía dưới luôn, và nó tập trung nhiều ở dưới một hai cm. Tại sao nó có cái này? Là tại vì con nít nó đang lớn, cái nhu cầu của nó rất là nhiều, thành ra nó tiền đại cái tế bào này ra, do đó nó tạo ra cái hình này rất là nhiều, nó gặp nhiều lắm luôn đó nha. Nhưng mà đến khi nó lớn lên, nó trưởng thành rồi, nó ổn định rồi á, thì nó mất, ha, mất dần đi. Một số người coi như phần lớn người lớn là không còn, nhưng một số rất là ít người lớn vẫn còn tồn tại những cái nang như thế này. Mà con nít á thì ít khi nào làm sâu cổ, và thường là làm người lớn thấy cái này thì bạn tưởng nó là một bệnh lý gì đó, thì đây chỉ là sinh tồn tại từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn. Thành ra trong những trường hợp nang này thì người ta nói gọi đó là cái gì, là biến đổi bình thường. Đây là biến đổi bình thường chứ không phải là bệnh lý gì hết nha. Rồi các bạn nhớ những cái này rất là hay gặp. Tại vì sao các bạn phải lưu ý cái hình ảnh này, là vì khi mà các bạn gặp, nếu mà các bạn gặp tự nhiên trong kỳ khi còn một cái ha, hoặc là hai ba kỳ khi còn một cái, hoặc là khi các bạn gặp 4-5 cái hoặc 10 cái gì đó, thì dù như là các bạn gặp một cái hay là các bạn gặp nhiều cái nữa, mà hãy thấy nó 100 như thế này đây, và các bạn biết đây là đang biến đổi bình thường và không cần thiết phải làm cái gì hết đó. Vì một số các bạn thấy hình này, các bạn mô tả gì đây là cái dương tiêu kém, có hồi âm, có vui mãn bên trong, các bạn gửi cho tôi làm em này đó, tôi bị mai luôn đó. Vì nhiều khi những cái nang các bạn nhớ chứ không hề các bạn làm sao đó, do đó các bạn hay lầm tưởng nó là cái dương tiêu kém và vui mãn bên trong. Rồi còn bây giờ đây là cái hình kế bên của một cái nhân tổ ong, đúng không? Tổ ong mà tổ ong này là không hoàn toàn, là nó đại rác trong cái tổ ong này các bạn thấy những cái thể mùi đó, tổ ong không hoàn toàn là thể mùi bên trong, là những cái tiêu sao chỗ nó nằm đại rác bên trong như thế này. Còn đây cũng là dạng tổ ong, nhưng mà tổ con nhỏ không có đều ha, thì hình ảnh này cũng là dạng tổ ong. Trong cái hình ảnh này một cái đặc điểm các bạn cần phải lưu ý là các bạn nhìn này ha, cái hồi âm của cái phần đầu ở bên trong này so với lại cái này bằng không? Bằng, đồng ý rồi. Cái này dùng đầu. Và bây giờ các bạn nhìn cái hình này, cái phần đầu hồi âm của nó sao? Dày hơn, đúng không? Và cái tổ ong này, tổ ong không đều, cái to cái nhỏ, đúng không? Nhưng mà trong khi cái này nó khác là đều nha, cái nhỏ khác là đều, còn trong khi cái này thì là cái rất là to, cái rất là nhỏ. Rồi, nhưng mà các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy gì? Cái này rất là rõ, nhìn rất là rõ. Và đây nó có cái đường từ đây, cái này gọi là điểm mình, cái này là đầu. Thì cái này mình không làm trên hình đầu, nhưng mình thấy nè, bên này là đường bờ này, đường sáng đây, halo đây, halo bên đây. Thì đây là hình ảnh rất là hay gặp trong một cái nhân giáp mà nó gọi là cái bình giáp tuyến, tức là một cái bình giáp thôi, nhưng mà nó khuôn trúng lại cái nặng con băng rất là rõ luôn, thì nó gọi là bình giáp tuyến. Thì cũng là một cái tổn thương làm cái rất là rõ à. Tất cả những cái này các bạn thấy xem nó còn nhỏ thì đang nặng lập tính hoàn toàn và 0% nguy cơ. Do đó khi các bạn thấy cái hình này, các bạn có cần thiết là mắt lên không? Cần mà nhé. Rồi bây giờ cái hồi ha, thì bây giờ các bạn nhìn trên cái cột này nè ha, các bạn sẽ thấy đó, cái hình trình cột là một cái nhân này cũng kém, đúng không? Nhân của ngoài cũng kém. Rồi bờ có xác định được nha, bờ ở phía sau này có xác định được rõ, chứ còn cái phần bên thứ nhất là các bạn thấy ở bên trong của cái nhân đó, đó nó có một cái cục vôi rất là to, nó bóng lưng ở dưới, đúng không? Thì cái vôi đó mình gọi là vôi to, tại vì nó bóng lưng, đúng không? Nhưng bên cạnh nó có chắc phần lưng ở trên trong cái nền này của cái nhân, thì đó chính là những cái bị mụn. Đây chính là những cái bị mụn.
vừa có bông hoa to, vừa có bông hoa nhỏ, gì có nó có đều nha không? Nó đều. Đây là một bông hoa không có đều. Thành ra đây là một cái gợi ý cho cái tổn thương không có đồng nhất, và không có đồng nhất thì thường là tình. Rồi tại sao trong cái này là có bông hoa to, bông hoa nhỏ thì dễ biết được. Bông hoa nhỏ trong cái
quanh nhân nè, các bạn thấy nè, đây là cái vôi bao xung quanh dạng là dạng mỏ sò ở trên kia đó, và cái bao là một cái đường vòng giống như vòng nhẫn như thế này. Và lúc đó mình sẽ nhìn cái gì, mình sẽ nhìn thứ nhất là cái bờ này nó có đều hay không, cái chỗ này là hai bên này mình thấy bóng lưng nó tạo hiện từ bên này nó đi xuống nha, chứ không phải là cái chỗ này là không có vôi đâu, từ bên nó đi xuống rồi. Và bây giờ mình thấy cái đường bờ ở đây, đường bờ này khá là đều, độ bề âm nhìn nha rất là đẹp ha. Thì đây là những cái vôi ngay gặp trong cái tập tự. Bây giờ cái dưới này cũng vậy, các bạn thấy nha, cái đường bờ này rất là đều đó, đường bờ này rất là đều, mô xung quanh này cũng rất là bình thường, và xung quanh đó không có gì đâu. Thì đó là những cái nhân có vôi hóa, gọi là vôi hóa dạng cầu, mà làm tính tại sao nó ra được cái này, nó ra được cái này là cái nhân này nó hết đặc hiệu rồi. Tại vì thông thường cái vùng đó chính là cái vùng halo, và khi mình để mạch máu vô nó sẽ có mạch máu tạo thành cái dạng cầu như thế này, người ta gọi là dạng cầu. Mà mạch máu á, thì khi mà nó không hoạt động nữa thì mạch máu sẽ trở nên gì đó, tăng cholesterol lắng đọng trong này, và cuối cùng nó tạo thành một cái vòng vôi bao xung quanh cái nhân đó. Mà khi một cái nhân mà nó có cái vòng vôi mà tròn đều như thế này thì nó chứng tỏ là nó nhốt nhân này thôi, không có hoạt động gì hết trơn, hết là bình thường, không cần quan tâm tới nhân, không cần. Tại vì sao? Trong trường hợp này nhân có vôi bắt đầu như thế này, đúng không? Và bây giờ cái này là cái gì? Cái này là vôi. Bây giờ sao các bạn thấy cái kim nó đang thủ được cái này, các bạn thấy cái bao bên trong, đúng không? Các bạn không lấy cái bào, các bạn đang thủ cái này nè, các bạn mới lấy được cái bào. Còn bây giờ các bạn đang cái này, các bạn kẹo nó chảy máu, các bạn hút máu người ta rồi toàn là hồng hồng, có gì chưa? Thành ra khi mà các bác sĩ lâm sàng cái nghe vôi vôi là rất là sợ, và bắt mình là phải làm hát tê, những cái nhân như thế này là không có làm hát tê được, tại vì vô giáp bình thường nó rất là mềm, nó rất là lỏng lẻo. Răng mình chỉ cần cái kim mình đâm 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 vô chỉ mấy cái thôi là hồng cầu nó ra, nó chảy máu rồi, thế là nó trè trên cái đóng kim, cho mình muốn hồng cầu từ lần nào. Còn tế bào mình không lấy được, không lấy được cái tế bào của cái giáp, của cái nhân giáp đó, là tại vì mình không thể đâm thủng được. Một số trường hợp á, đôi khi nó có những cái đường không hoàn toàn, thì lúc đó mình sẽ căng me cái chỗ nào mà không hoàn toàn chú ý. Đôi khi cũng được, thì bảo thành thế nào nhưng mà khi mình thấy những cái nhân như thế này là mình biết là thành tính rồi, chưa nữa. Rồi bây giờ cũng là cái nhân bao xung quanh như vậy, nhưng mà không lành tính là khi nào, các bạn nhìn thấy và thấy cũng là đường vòng, đúng không? Cái vòng này chỗ này mỏng, chỗ này không đều, chỗ này dày không đều, chỗ này lép nhem lép nhem. Và bên cạnh đó các bạn thấy từ đây cho tới cái mùa giáp bình thường nó có một bất thường nằm đây, thì đây chính là cái chỗ quyết định ung thư không ung thư, bệnh lý ngay chỗ này đây. Các bạn nhìn vô mặt thấy đây là một cái kén nha, bờ xác định được này ha, rồi có cái mức đoạn của cái cân mạng này nọ, thì lấy chỗ này nha, chỗ này là chỗ sắp lớn này, đây là cái vùng đang tấn công. Mà nếu mà mình làm cái này bắt buộc mình phải đi kim vào chỗ này, chứ các bạn phải lấy ngay lên ngay chỗ này, các bạn sẽ kim không ra được tế bào, và các bạn cứ nên đi vào chỗ này hàng hồi bạn ra được những liền đó, vì chỗ này đang là chỗ tấn công. Cái bào ung thư tập trung nó nhiều lắm, nó bình vô nó sẽ tấn công liền luôn. Rồi chẳng hạn như đây cũng là cái nhân mà vôi hóa dạng vòng giống như vậy, nhưng các bạn thấy cái vòng này á, nó biến này đó rồi. Như vậy thì mình có thể làm được cái này, tại vì nó hóa không hoàn toàn, và như vậy trong trường hợp này mình sẽ đi xuyên vào đây, mình lấy cái bào thì những cái này mình mới làm được, chứ còn vôi những cái này thì mình làm không được nha. Những vôi là những vôi mà gọi là nhân hết mặt đó, bất mãn tới, hoặc cái này đang hoạt động tại sao mới ra được vậy? Tại vì đây là ung thư diễn tiến chậm mà, thành ra là nó đóng vôi nhưng mà bản thân cái nhân đó nó có lớn nữa không? Lớn nữa thành ra là nó đang đóng vôi thì cái nhân nó lại lớn lên thì nó phá vỡ vôi nó đi, nó mới tạo ra được cái hình ảnh đó nha. Thành ra như vậy thì mình phải làm cái này vào những cái nhân đó, tức là vôi hóa không hoàn toàn, vôi hóa dạng vòng không hoàn toàn thì mình sẽ làm cái này, còn vôi hóa dạng vòng và đều hoàn toàn hết thì mình không làm cái này nhé. Như vậy thì cho đến đây mình sẽ có những cái nhân nào không cần thiết phải làm em này.
vòng liên tục như thế này đây, làm thật lại nha. Rồi bây giờ lên một cái dạng khác, các bạn thấy đây là một cái nhân dáng và đặc điểm chung của nó là hình tròn rồi giới hạn rất là rõ, nó có cái đường rim rất là rõ, đường rim bao xung quanh rất là rõ luôn. Rồi bây giờ cái nhân đầu tiên thì các bạn thấy là nó có bồi hồng dày nha, nó cũng có rim đặc này nha, bồi hồng cái nhân đó dày bồi nha. Cái bên thì có bồi hồng này là đồng của cô với đồng của giá, cái này là thấp hơn của giá và cái này là rất thấp so với của giá nha, bốn cái bồi hồng khác nhau. Trong cái này hai cái dạng này đây bằng của giá và bằng của giá hoặc là dày của giá thường gặp trong cái tổn thương lành tính. Còn đối với lại cái dạng kém và cái dạng rất kém như thế này thì phải gọi là nó là ác tính. Bây giờ bắt đầu mình nhìn nó, mình nhìn cái hồi âm và cái đường halo này, đây là đường halo. Thì khi mà mình phải nhìn cái này trên hình động, nếu mình thấy được toàn bộ cái này nó mọc đều đều thì nó là halo mọc đều là mình nghiêm âm. Còn chẳng hạn như các bạn nhìn thấy đây là halo, đây là mọc, nhưng chỗ này mất, chỗ này là mọc nha. Còn cái hình này á, thì nó có cái halo một xíu đây nè, còn chỗ này là mọc mà không có halo. Thì đây là những cái halo mà không có trọn vẹn. Nam chỗ có, chỗ không có, chỗ thì khá là dày, chỗ thì rất là mỏng và không có trọng vẹn. Đây là cái yếu tố không có, không có an toàn. Rồi đối với ung thư tuyến giáp dạng nhúm á, ung thư tuyến giáp cho các bạn xem cái hình, đây là ung thư rất là nhỏ, cái này là ung thư dạng nhúm. Các bạn thấy nó rất là nhỏ và đôi khi mình chỉ nhìn thấy được một vài cái mạch máu ở phía ngoài này đó, nó không có nhiều mạch máu đâu. May mắn lắm nó tìm được mấy cái mạch máu ở ngoài kia như thế này thôi, như vậy là đủ rồi, đủ xác định đây là ung thư rồi đó. Và các bạn thấy giới hạn rõ, giới hạn rất là rõ luôn, tới đây đây giới hạn rất là rõ luôn nhé, và đồng nhất. Rồi thì cái đối với lại tuyến giáp á, khi mà nó xếp vào trong cái nhóm mà các bạn nhìn thấy là nó có cái halo như thế này mỏng và đều, cái bệnh những cái nhân giá có halo mỏng đều như thế này rất là khó chịu ha. Mình phải thứ nhất là mình phải đánh giá cái halo đó có đều trọn vẹn cái nhân bánh hay không. Thì khi mình làm các bạn lưu ý để cái đầu dò rất là nhẹ tay, thì các bạn chỉ cần đè lên một cái thôi là nó mất liền đó, thành ra phải làm rất là nhẹ tay. Cái thứ hai nữa là mình phải xem có hồi âm của nó so với lần một khi mình, tại nếu mà hồi âm mà càng kém phải chủ yếu là dựa trên cái nhân của hồi âm đó chứ không phải chỉ dựa trên cái riêng liên hợp đồng nha. Rồi bây giờ mình nhìn tới cái nhân này, mình thấy cái nam nhân có cái hồi âm kém hơn so với lại của giá, và nếu mà so với cơ thì nó sẽ đây bằng với cơ ha, hình thái không có đều, giới hạn của chỗ này rất là rõ, chỗ này cũng không có rõ lắm. Còn cái nhân này các bạn nhìn thấy nha, đây là một cái nhân ở mặt cắt này mình thấy đây là một cái nhân, và nếu mà các bạn trên cái này đi chỗ này ra cắt ngang đúng không, đây là khí quản, đây là mặt, thì đây là bên trái các bạn thấy rất là rõ ha, đây là đường trước sau thì nhìn tính ngang lớn hơn một, đây là một cái chuyện nhạc tính rồi nhé. Rồi và nếu các bạn nhìn kỹ và các bạn thấy cái lớp cơ mạng nông của cái vị đây là khi mà nó nằm ở gần cái vị này á, xin lỗi, nó gần cái mạch máu như thế này, thì các bạn biết là cái chỗ, những cái chỗ này là những cái chỗ mà nó hay có cái tĩnh mạch nông, tĩnh mạch dẫn lưu của tuyến giáp nó đi ra rồi đó. Thì tại vì cái tĩnh mạch nó nằm ở phía ngoài này, thì cái chỗ này nó hay có, thường hay có những cái tĩnh mạch nó dẫn lưu đi ra. Mà nếu các bạn nhìn thấy mà nó xâm lấn vào bao và nằm gần cái mạch máu vậy, thì đôi khi mình có thể nhìn thấy được những cái hình ảnh viêm tắc lớn trong đôi khi mình nhìn ra. Thì đây là cái dấu hiệu cao lớn hình rộng nha, nhìn hình rộng rất là kém. Rồi bây giờ mình nhìn tới cái nhân này, nhìn tới nhân này đây là cái tuyến giáp bình thường đây, mình thấy cái nhân đây
Bây giờ chỗ này bằng chỗ hơi kém chút xíu, chủ yếu là trên đặt rồi đó, đương nhiên là đặt rồi đó, chủ yếu là dày hay là kém. Và nó không đồng nhất, bên trong nó có những cái chỗ lỗ giống như là
là cái gì, giống như là cái cổ họng không mạnh rồi ha. Nhân này cũng vậy nè, độ hồi âm của nó bằng cái đại phương giá bờ cũng không xác định được, có những chỗ tàu nang không mạnh rồi như thế này. Và bên cạnh đó cả hai cái này đều có những cái chấm như vậy bên trong, nhưng mà chấm như vậy như này các bạn thấy đây là gì đây? Đuôi sau chỗ rất điển hình ha, đuôi sau chỗ rất điển hình đây. Và khi mình thấy đuôi sao chổi, mà nhất là sao chổi là chân rộng như vậy này, đó thì điển hình luôn, đây là thần hình. Và các bạn không cần thiết phải làm cái này, nhưng nếu mà các bạn thấy cái này chấm thật đó không có sao chổi thì các bạn phải nghĩ tới phân biệt với vi môi. Các bạn nên làm cái này, thì trong trường hợp này đây là vi môi. Vi môi nó đã làm trên cái nhân của em kém thì rất là dễ nhận diện ra nó nha, rất dễ phân tích cái nhân đó. Nhưng mà nhân mà nó nằm thì nó nằm trên một cái nhân mà có cái hồi âm bằng hoặc là dày ấy, thì đôi khi mình sẽ bị lầm lẫn. Thành ra chủ yếu là mình phải dựa vào trong cái đuôi sau chổi nha. Rồi bây giờ mình đi vào trong một cái xếp loại thi đắc. Thì đây là ha, mình có nhiều cái kiểu xếp loại thi đắc, và bây giờ thì cũng có, chưa có ai chịu trình bày cho các bạn nhiều cái loại tiras khác nhau. Thì đây tiras của Hàn Quốc, Korea, Korea thì đưa ra vào năm 2016. Lúc đó cái nhân nhớ nha, tiras thì xếp trên cái nhân hoại, tức là tổn thương của chúng không có bệnh lý lan tỏa nha, thì tổn thương của chúng mạnh hơn. Rồi nhân giá thì mình có nhân đặc đặc ha, và giảm âm của đồng đều nè, hoặc là cái nhân đặc và nam, vừa đặc vừa nam. Mà cái phần đặc đó thì nó đồng âm hoặc là tăng âm, tức là so với cùng một. Và một cái dạng thứ ba nữa, tức là một cái nang đơn giản, nhưng có cái phần nang cái đuôi sau chổi của nó nhân dạng của ông xếp ở trong cái nhóm này. Rồi bây giờ mình nhìn lên cái này đây, nếu một cái nhân đặc mà nó giảm âm thì đó mình sẽ xem coi nó có những cái dấu hiệu phụ đi kèm hay không. Dấu hiệu phụ trong trường hợp này là gì? Thêm một cái dấu hiệu có vi mô hay không, có cái trục vuông góc mặt da, tức là đường kính trước sau lớn, đường kính ngang, có bờ không đều tập hay không. Nếu nó chỉ cần một dấu hiệu thôi, nó chỉ cần một dấu hiệu nhân đặc giảm năm cộng một dấu hiệu này ha, thì mình sẽ đưa nó qua cái đáp năm. Nếu nó không có cái dấu hiệu này mình đưa nó qua cái đáp nha. Rồi hoặc là cái dạng nhân vừa đặc vừa nang, và cái phần đặc nang có không phải là kém nha, nếu mà phần kém thì các bạn có thể như này, còn cái này là đặc nang, nhưng mà cái phần đặc đó có gọi là phần đồng âm hoặc tăng âm thì các bạn phải nhìn nó như thế này nhớ nha, nếu nó kém thì các bạn thấy nó qua đây rồi đó. Thì bây giờ nếu mà nó đặt trong cái nhóm này thì các bạn cũng đặt câu hỏi là nó có thêm một dấu hiệu nghi ngờ hay không. Nếu nó có một dấu hiệu nghi ngờ thì các bạn đi vào số 4, và nếu nó không có dấu hiệu nghi ngờ thì các bạn đưa qua 3. Rồi ha, bây giờ mình có thì đáp 5, 4, 3. Rồi bây giờ nếu nó nằm trong cái nhóm này thì tất cả những cái này là thì đáp 2 thôi nha, thì đáp 2 thôi. Bây giờ khi nào làm FD thì người ta mới nói là làm FD đối với lại cái nhân thì đáp 5 á, thì mình sẽ FD khi mà nhân nó lớn hơn 1cm nha, trong thì đáp 5 á, nhân lớn hơn 1cm thì mới làm FD. Rồi giác 4 á, thì là hoặc là nếu nó điển hình quá mình không phải làm đó.
nhìn thấy đối với lại cái phân loại của collagen này nữa thì cái tần suất ung thư trong những cái nhóm tirat là như thế nào. Và nếu tirat năm tần suất ung thư, nếu mà xếp cái chỗ này nha, tần suất ung thư sẽ là 60% cho tirat năm, 15-50% cho tirat bốn, 3-15% cho tirat ba và nhỏ 3% cho tirat năm. Như vậy thì mình thấy là nếu mà xếp theo cái này thì tỷ lệ ung thư của nó sẽ là hơn 60%. Nếu mà xếp tirat năm theo cái kiểu này là từ tới lên tới 60% nha. Cái nhân mà không có năm này để đọc phải không sao? Và đây là cái bảng tiếng Anh của nó ha. Bây giờ qua tới cái tiêu chuẩn tiếp theo là tiêu chuẩn của ASEAN. ASEAN thì cái này là 2017. Tháng 7 năm 2019 thì người ta có một cái ASEAN mới nữa. ASEAN mới nữa thì các bạn thay đổi chút xíu nhưng mà sẽ rồi. Đối với cái ASEAN á thì tại vì nó rất là phổ biến, thành ra là các bạn có thể vô cái trang web này, các bạn có thể vô những cái tiêu chuẩn mà mình thấy thấy như là thì vô xong cái tính ra cho mình là tiếng Anh mấy luôn, các bạn phải cần phải ngồi cổng trường đi kia nha. Rồi thì bây giờ hồi nãy mình đã đi vào những cái phần thuật ngữ mô tả cái nhân giác rồi, mình sẽ có thành phần là sẽ chọn một là nang hoặc là hầu như là nang hoặc biển vừa đặc vừa nang hoặc là hầu như là đặc hầu như là thì tùy theo mỗi cái này sẽ có cái điểm phù hợp cho nó. Đồ hồi ăn cũng vậy, phần trong là không điểm nhưng hồi ăn rất là kém thì là tới 3 điểm nhé. Hồi ăn mà kém thôi thì là 2 điểm, mà bằng không hoặc là tăng âm là có 1 điểm. Điều đó là bạn có nhân giá mà bằng hoặc là tăng âm so với lại mô giá bây giờ hình dáng này bề rộng lớn hơn bề cao và con điểm nhà bề cao lớn hơn bề rộng khoảng 3 điểm luôn đó. Nhưng mà nhớ này nó mặt cách nào ngang rồi về cái đường bờ nó tùy theo mỗi cái đường bờ nhẵn không rõ ra thì không đều lắm rồi xăm lớn ở xung quanh thì xăm lớn nó rất là rõ mặt cách ba thì bờ không đều hai thì không hai cái này không có điểm nào hết. Dạ ra ung thư là nó rơi vào trong cái nhóm này. Vì nó ngoài hàm dày, hàm dày ha thì là có đuôi sao chổi không là nha, có bồ hóa lớn là 1 điểm, có bồ hóa ngoài bì nhập viện là 2 điểm và có đốm ngoài âm lâm tâm tâm tức là bì môi đó là 3 điểm đó. Thì như vậy mỗi một cái như vậy từ những cái thuật ngữ này các bạn cộng lại hết các bạn sẽ có không điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4, 6 điểm và 7 điểm. Thì như vậy tương ứng với mỗi cái sẽ có một cái tirat khác nhau mỗi một điểm. Nó một nhóm điểm các bạn sẽ có tirat khác nhau và người ta cũng hướng dẫn là gì? Nếu như tirat 1 hoặc tirat 2 bạn không cần làm bên này. Còn nếu như tirat 3 mà nó lớn hơn 2.5cm thì mình mới làm bên này, còn nhỏ hơn thì theo dõi mình. Rồi nếu như mà tirat 4 thì lớn hơn 1.5 mới làm. Và nếu như tirat 5 cũng phải lớn hơn đây là cái bảng thì mình dựa cho đó mình cộng điểm lại. Và nếu mà mình làm theo cái ASEAN thì mình sẽ có những cái còn cái lưu ý như thế này. Tuyến giáp nó có rất là nhiều nhân chứ không phải chỉ một nhân duy nhất để mà mình mô tả. Thì như vậy khi mà nó có quá nhiều nhân thì nó chia từng nhóm. Thì phải từ trên rồi từ dưới thì phải giữa thì trái nó có ba cái nhân ba cái nhân này xếp vào tirat ba ha. Rồi ở giữa bên phải bên trên bên trái có hai cái nhân xếp vào tirat bốn rồi còn mấy cái còn lại nếu có ba bốn nhân gì đó kích thước nó nhỏ 1cm mà rất là kém luôn mình xếp nó tirat năm. Như vậy thì bây giờ trên một tuyến giáp hai chiều thì nó có vừa ba cũng vừa năm ha. Thì như vậy cái mình cần theo dõi là cái sâu nhất chứ không phải là cái mình theo dõi là cái lớn nhất nha. Rằng mình sẽ lựa bốn cái nhân xấu nhất mà mình theo dõi, điểm lớn nhất mà mình theo dõi chứ không phải mình lựa cái cục ngừa nhất mà mình theo dõi. Và như vậy thì sẵn cho nên mở mắt ra luôn và nhiều khi người ta đến khám với mình á bị có cái cục này nè, bác sĩ lâm sàng sờ thấy nó là rõ, bác sĩ nói là nhân giác bên phải đề nghị là bệnh này đề nghị
siêu âm cọc em này. Nhìn đến khi mà mình làm xong á, thì mình thấy trời bên phải nó cái đen cái keo đùng luôn vậy đó. Làm cái đen làm gì? Nhưng mà ngược lại bên trái nó có dần 5 mm thì mình xếp thì đang nằm. Vậy thì mình phải làm cái bên trái cũng làm cái bên phải. Nha, tức là mình sẽ làm một cái để nhìn thấy một cái ngờ chính, chứ không phải làm cái người ta kêu mình làm. Rồi. Vậy đó mình khi mà có nhiều nhân thì mình sẽ theo dõi 4 nhân có điểm cao nhất, chứ không phải là 4 nhân có điểm lớn nhất, cái kích thước lớn nhất. Và khi mình xếp theo cái tỷ đất này thì các bạn thấy là đối với tỷ đất 5 á, cái tỷ lệ ung thư của mình chỉ có 35%. Nó ASEAN thì nó cái mức độ ung thư nó tìm theo đó, mức độ ung thư thấp chỉ có 35%. Trong khi Korean đã lên tới 60%. Rồi bây giờ tới cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa là của châu Âu ha, Europe cũng 2000. Europe thì cũng chia ra làm cái nhân na ná giống như là bên Korea vậy đó, tức là có ít nhất là một cái đặc điểm nghi ngờ. Nếu mà cái nhân giá nó có ít nhất một đặc điểm nghi ngờ. Đặc điểm nghi ngờ đó là cái gì? Đặc điểm nghi ngờ đó là không có hình tròn hay bầu dục, nghĩa là hình thái đều không phải là hình tròn. Cái thứ hai là độ cũng đều, cái thứ ba là vi môi và ngoại âm rất kém. Chỉ cần mấy một đặc điểm này thôi thì mình sẽ đưa nó xuống thì ra nằm ha. Rồi, như vậy thì trong cái đáp năng này, nếu mà nhân nhỏ hơn 10 thì mình theo dõi, mà lớn hơn 10 mình phải làm đáp này, tức là đốt 1 sản phẩm làm đáp này. Còn nếu mà nhân không có đặc điểm rất nghi ngờ, tức là loại trừ vấn đề đi, không có đặc điểm rất nghi ngờ, thì nếu mà nhân hơi kém, lúc đó là đáp năng 4. Còn gặp cái cô thì cô đi dạy đáp 3, và những cái còn lại thì đáp 2. Và cũng khuyến cáo em này giống như là cái kỳ hội. Như vậy thì nhìn chung tất cả các virus đều khuyến cáo mình là gì, 1 cm trở lên virus 5 mới là một hạt, còn dưới đó là không làm, giống như là khuyến cáo của hiệp hội nội tiết Mỹ ha, cũng là như vậy. Trên thực tế Việt Nam mình thì sao, không hề giống chút xíu nào. Nó mình làm nhiều khi bị áp lực này nọ đủ thứ gì chẳng hạn, như tức là tại vì nhân đó thì đã nằm kích thước nhỏ hơn 5 mm. Ha, người ta khuyến cáo mình nó là 10 mm mới làm. Còn bây giờ nhân nhỏ hơn 5 mm nữa thì bây giờ bắt đầu phải xem lại vị trí của cái nhân đó. Nếu nó nhỏ hơn 5 mm mà nó nằm sát vào bao, nằm sát vào bao, nó nằm gần động mạch, nó nằm gần eo giáp, cái eo giáp nó đâu có nhiều mô giáp đâu, đúng không? Tức là nó nằm ở những cái chỗ mà nó rất dễ xâm lấn. Thì như vậy dù kích thước nhỏ mình vẫn làm cái này. Và các bạn nên biết là kích thước mà nhỏ 1 mm các bạn khó làm để mà ra được cái chính xác lắm á. Thành ra là nhiều khi là phải, có khi thì một lần thành công, nhưng mà đôi khi cũng phải là 2 lần 3 lần. Mà dù trên 2 lần đâu sao, này nó nhỏ 5 mm cũng đâu có thay đổi nguy cơ tỷ lệ sinh tồn đâu. Rồi, còn bây giờ giữa 5-10 mm thì thông thường có chuyện. Tại vì sao? Là vì thứ nhất, Việt Nam mình á, bảo hiểm y tế không hiểu vấn đề này. Ra bảo hiểm y tế có thiết chi trả thoải mái, chứ không có bị ràng buộc như người ta. À, ở xứ người ta mà bị bắt bạc làm không đúng cái này là bác sĩ phải chế lại nha. Không đúng phẫu thuật mà mình đi phẫu thuật để mình lấy tiền làm sẽ bị đưa ra tòa liền, sẽ bị bồi thường liền. Còn bảo hiểm y tế mình không có bị ràng buộc cái đó, bác sĩ thoải mái. Thành ra là tha hồ. Do đó mình không bị ràng buộc chuyện này, đó là một. Cái thứ hai nữa, bệnh nhân của mình không phải người nào cũng có điều kiện để mà đi kiểm tra kỹ. Cái thứ
chưa có công khai phát đồ. Và cái phát đồ này thì trong bố sẽ các bạn hai tháng tới sẽ đưa ra trình để mà cứu lại. Thì thường là dưới 5mm nếu nó không nằm ở gần những cái cấu trúc quan trọng hoặc là không bị thiếu mũi giáp thì nó không được tới. Từ 5 cho đến 10 nếu nó nằm ở những cái cấu trúc đó thì bắt buộc phải 5 đến 10 là mình can thiệp. Nhỏ hơn 5 nhưng nằm gần cấu trúc đó thì mình sẽ càng can thiệp. Rồi đây là cái thì đã thấy rồi. Rồi bây giờ ngay tới